Tu chân Liêu Thiên Quần, Tống Thư Hàng, truyện cân vớt. Chương 1211, Kiếp Tiên Chi vẫn dung chuyển mở đầu. Loại cảm giác này, tựa như là một vị ba phần bóng rổ thần xạ thủ, tại một trận tranh tài liên tiếp hai cái ba điểm cầu không bị đánh sắt. Thật vất vả thứ ba phát ra tay lúc xúc cảm nhu hòa, cảm giác tất trúng lúc. Đột nhiên, có chỉ đầu chọc thoát ra, lấy không khoa học bật lên lực cao cao nhảy lên, ba, một chút đem cái này tất trúng ba điểm cầu cho đóng. Ta cái kia một vạn con thảo nê mã, không chỉ có muốn thả đi ra tại trên thảo nguyên lao nhanh, nhanh hơn đưa hệ thống tin nhắn cho ngài nha. Phù văn màu vàng rơi vào áo bào đỏ đầu chọc trên người, ngưng tụ làm kim sắc kim đồng hồ bắt đầu nghịch chuyển. Ngay sau đó, phù văn màu vàng trở về Tống Thư Hàng con mắt, đồng thời trở về còn có tay phải của hắn. Xem xét bí pháp thành công. Tống Thư Hàng tâm tình lại mỹ lệ không nổi, đây không phải kết quả hắn muốn. Xem xét bí pháp kết quả truyền lại đến Tống Thư Hàng não hải. Đầu chọc đại hồng bào, cửu phẩm Tây Phương Pháp sư cộng tứ phẩm thú giới huyết mạch võ sĩ. Đã từng hắn cũng có một đầu kim sắc mỹ lệ tóc dài, thẳng đến có một ngày, hắn nghiên cứu một cái thần bí thí nghiệm, liền biến chọc. Cái này áo bào đỏ quả nhiên là cửu phẩm cấp bậc. Lần này, ngoại ý muốn trực tiếp xem xét cửu phẩm cấp tồn tại, vậy mà cũng đã nhận được chút ít tin tức. Đổi thành trước kia, Tống Thư Hàng trực tiếp xem xét cửu phẩm cấp, trực tiếp liền sẽ bởi vì chảy máu lượng quá lớn mà chết. Hoặc là, trực tiếp xem xét thất bại, không chiếm được bất kỳ tình báo. Bất quá lần này xem xét kết quả không có gì dùng. Liền vị này cửu phẩm kiếp tiên cấp tồn tại pháp danh đều không có dám định ra tới. Mà lại, Tống Thư Hàng cũng không muốn xem xét hắn. Trong hư không, vị kia chật vật áo bào đỏ đầu chọc thân hình cứng đờ, hắn đột nhiên quay đầu nhìn chăm chú về phía Tống Thư Hàng. Thân là cửu phẩm kiếp tiên cấp tồn tại, hắn ẩn ẩn cảm ứng được có một loại năng lực tác dụng ở trên người hắn, thăm dò thân thể của hắn. Nhưng rất nhanh hắn lại cảm thấy đến không đúng, hắn lại vừa quay đầu hướng sau lưng nhìn lại, sau đó hắn liền thấy một mặt thiên kiếp tấm chắn, lẳng lặng trôi lơ lửng trên không trung. Ti, hắn tâm biến thật lạnh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Các ngươi tại độ kiếp, đầu chọc đại hồng bào thanh âm khàn khàn. Liền phảng phất thật lâu không uống qua nước đồng dạng. Mà lại hắn cũng không có sử dụng, truyền âm nhập mật, thanh âm của hắn liền xem như tại trong vũ trụ cũng có thể trực tiếp truyền ra ngoài. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu. Mã, làm sao lại truyền tống tới nơi này, muốn mạng. Đầu chọc đại hồng bào cắn răng một cái, lần nữa mở ra không gian chi môn, liền muốn bỏ chạy. Đúng lúc này, trong hư không có kiếp vân đột nhiên thành hình, ngưng tụ ra một chi lôi hỏa tiêu thương. Đối đầu chọc đại hồng bào vọt tới. Lôi hỏa tiêu thương tốc độ nhanh đến cực hạn, Tống Thư Hàng chỉ thấy hào quang lóe lên, đầu chọc đại hồng bào một chân mới bước vào không gian chi môn, liền đã trúng đạn. Đầu chọc đại hồng bào trên người hiện lên mấy cái ma pháp thuẫn đồng dạng đồ vật, lại trực tiếp bị đâm thủng. Lôi hỏa tiêu thương đâm vào thân thể của hắn, nổ tung lên. Bổ đầu chọc đại hồng bào lại phun ra ngụm máu tươi, thương thế càng thêm càng nặng. Mà thừa dịp cái này một cái chớp mắt thời gian, đầu chọc đại hồng bào xông về phía trước, một đầu chui vào đến không gian chi môn. Nhưng lúc này, oanh một tiếng, không gian chi môn lại nổ tung lên, đầu chọc đại hồng bào bị tạc bay ra ngoài. Pháp chụp, hắn một bên giống giận, một bên lại cấp tốc tại sau lưng mình mở ra không gian chi môn. Xem ra, vị này đầu chọc đại hồng bào, đang bị truy sát. Đuổi giết hắn, là thiên kiếp. Tống Thư Hàng trong lòng hơi động. Hắn nhớ tới, Bắc Phương Đại Đế tị thế trước đã nói. Năm đó thiên đạo muốn bị bách rời chức, tại hắn rời chức trước đó, rất có thể sẽ nhấc lên một đợt tàn bạo dung chuyển. Tại cái này ba động đáng hạo kiếp bên trong, trường sinh giả cùng cửu phẩm kiếp tiên đứng mũi chịu sào, thuộc về bị đả kích đối tượng. Vị này đầu chọc đại hồng bào, không phải là bị thiên đạo bắt lấy chân đau, bị đả kích rồi. Bất kể như thế nào, hy vọng hắn có thể nhanh lên rời đi đi. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng, cái này đầu chọc đại hồng bào còn ở chỗ này, nói không chừng sẽ đem hắn cùng Diệp Tư cuốn vào. Oanh! Đầu chọc đại hồng bào vừa chui vào phía sau không gian chi môn, không gian thông đạo lại nổ, hắn lại bị nổ đi ra, thân hình càng thêm chật vật. Xem ra, muốn thông qua không gian lực lượng chạy trốn không làm được. Hắn cắn răng một cái, từ bản thân không gian pháp khí bên trong lấy ra một cây thật dài ma trượng, sau đó dạng chân đi lên. Siêu, cưỡi ma trượng đầu chọc đại hồng bào, lấy tốc độ cực nhanh, xuất khí hướng nơi xa bay đi.
tốc độ kia, so Bạch Tiền Bối duy nhất một lần phi kiếm còn nhanh điểm. Tống Thư Hàng theo thói quen xoa cằm cưỡi ma trượng tư thế, so với, dẫm lên ma trượng, tư thế, muốn bình ổn rất nhiều. Ngự kiếm phi hành thời điểm, có thể hay không học đối phương tư thế. Cưỡi phi kiếm, lao về phía trước, Tống Thư Hàng não bổ xuống hình tượng này, sau đó dụng lực lắc đầu. Kiếm cùng ma trượng khác biệt, là có lưỡi kiếm. Phi kiếm không thích hợp ngồi cưỡi tư thế, chuôi kiếm lại quá ngắn, cưỡi khẳng định không thoải mái. Tương đối mà nói, đao ở phương diện này có ưu thế. Đao có thể lựa chọn, bên cạnh ngồi, tư thế. Rầm rầm rầm. Trong lúc đang suy tư, xa xa đầu chọc đại hồng bào lại bị, lôi hỏa tiêu thương, liên tục đánh chúng, tiếng kêu rên liên hồi. Cũng may hắn không có trở về ý tứ, cắn răng càng bay càng xa. Mắt thấy đầu chọc đại hồng bào liền muốn biến mất ở Tống Thư Hàng trong tầm mắt lúc, đột nhiên, trong hư không có một đầu cự trùy xuất hiện, nện ở đầu chọc đại hồng bào trên người. A a a, đầu chọc đại hồng bào kêu thảm, bị một cái búa đập trở về. Tống Thư Hàng, Nhật. Tại sao lại bị nện trở về? Không đem hắn cùng Diệp Tư cuốn vào trong đó, liền không thoải mái tư cơ sao? Lúc này, Sở các chủ có thể hay không xuất thủ? Chờ đã. Nếu như cái này đầu chọc đại hồng bào thật là bị, thiên đạo, đả kích bên trong, Sở các chủ không thể ra tay, vạn nhất bị lan đến gần sẽ không hay. Bị nện sau khi trở về, đầu chọc đại hồng bào tựa hồ từ bỏ trị liệu, hắn không còn kỵ ma trượng chạy trốn, cũng không còn mở không gian chi môn. Hắn ngẩng đầu lên đến, đối hư không lớn tiếng gào thét, sau đó dùng Tống Thư Hàng nghe không hiểu ngôn ngữ, ba ba ba, nói một nhóm lớn. Không phải viễn cổ văn. Nghe có điểm giống thú loại gào thét. Tại đầu chọc đại hồng bào giống giận gào thét thời điểm, trong hư không có bốn đạo cột sáng hạ xuống, khóa chặt chung quanh hắn. Cái này bốn cột sáng hóa thành bốn tôn trợn mắt kim cương, các duỗi ra tay phải nhắm ngay đầu chọc đại hồng bào. Một đạo chôn vùi lực lượng ngưng tụ, muốn trực tiếp đem hắn chôn vùi, hóa thành vỡ nát. A a a a, đầu chọc đại hồng bào gầm thét biến thành kêu thảm. Trong miệng hắn bắt đầu thật nhanh niệm động chú văn. Trên thân thể của hắn hiển hiện từng mảnh tinh thể. Nhưng hắn chống cự chỉ là tại làm vô dụng công. Chôn vùi lực lượng tác dụng ở trên người hắn, thân thể của hắn cùng những cái kia tinh phiến, còn có trên người hắn tất cả ma trượng, pháp khí, toàn bộ hóa thành vỡ nát, hóa thành một điểm điểm bụi sao. Thần hình câu diệt. Bốn tôn trợn mắt kim cương chậm rãi biến mất, cột sáng tán đi, cái kia đầy trời lôi hỏa tiêu thương cũng đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại cái kia một chút xíu bụi sao, chứng kiến lấy một vị cửu phẩm kiếp tiên từng xuất hiện ở chỗ này, cũng chôn vùi vào này. Kết thúc, Diệp Tư truyền âm nói. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, hẳn là kết thúc, hết thảy dị trạng biến mất, chỉ còn lại Diệp Tư thiên kiếp. Thiên kiếp không có tăng cường, không bị đến ảnh hưởng. Chương 1212, ngươi đang nói cái gì ta nghe không hiểu. Đầu chọc đại hồng bào chết rất triệt để, thần hình câu diệt, liền siêu độ đều bớt đi. Nhìn tình hình này, coi như đầu chọc đại hồng bào khi còn sống có lưu phục sinh thủ đoạn, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu hy vọng phục sinh. Tống Thư Hàng ngầm thở dài. Liền xem như cửu phẩm kiếp tiên, nói chết thì chết. Như Bắc Phương Đại Đế nói, tiếp đó sẽ là một cái chưa từng có đại thời đại, nhưng cũng là một cái nguy hiểm nhất thời đại. Tiếp đó, Tống Thư Hàng một lần nữa ngẩng đầu, nhìn thấy trên bầu trời tấm chắn hình dáng thiên kiếp tổ hợp pháp khí, lá gan bộ trướng đau lợi hại hơn. Chẳng lẽ hắn còn phải lại xem xét một lần? Mặc dù bây giờ là chất lỏng trạng thái, nhưng sử dụng bí pháp lúc vẫn là rất đau. Mà lại, tinh thần của hắn phương diện truyền đến từng đợt nhói nhói cảm giác. Đây là vừa rồi ngoài ý muốn xem xét cửu phẩm kiếp tiên đại giới. Quả nhiên, lấy cảnh giới bây giờ của hắn, trực tiếp xem xét cửu phẩm kiếp tiên quá miễn cưỡng. Lấy hắn hiện tại trạng thái tinh thần, chỉ sợ trong thời gian ngắn không cách nào lại thi triển xem xét bí pháp. Đúng rồi, Xích Tiêu kiếm tiền bối, người đối nhóm này hợp pháp khí tấm chắn có giải sao? Tống Thư Hàng truyền âm hỏi. Xích Tiêu kiếm, ta đối viễn cổ thiên đình thời đại lịch sử giải không nhiều, ta ngưng tụ xong cả kiếm linh lúc, là tại viễn cổ thiên đình thời đại về sau. Tống Thư Hàng lại đem ý thức đi vào đến, hạch tâm thế giới, nơi đó có một đầu thiên đình thời đại đại hải quy, có lẽ quy tiền bối biết một chút tình báo. Khi hắn ý thức chìm vào đông chi điện lúc, phát hiện quy tiền bối chính bày ra, ngồi xếp bằng, tư thế, ở vào luyện chế, băng phách đan, khẩn yếu quan đầu. Nhìn nó trạng thái, không tiện quấy rầy. Tống Thư Hàng ý thức rời khỏi hạch tâm thế giới. Lúc này,
Xích Tiêu Kiếm đối với hắn nói, đúng rồi, Tống Thư Hàng. Ngươi thấy những cái kia trong suốt bụi sao sao, đi đưa chúng nó thu tập thử một chút. Tống Thư Hàng quay đầu nhìn lại, Xích Tiêu Kiếm nói là cửu phẩm đầu chọc đại hồng bào bị chôn vùi phía sau lưu lại bụi sao. Những này bụi sao là bảo vật, Tống Thư Hàng hỏi. Xích Tiêu Kiếm, cửu phẩm kiếp tiên chôn vùi sau vật lưu lại, thu tập chuẩn không sai. Bất quá cẩn thận một chút, không cần trực tiếp đụng chạm lấy bọn chúng. Có hộp ngọc loại hình đồ vật không, đưa chúng nó chứa vào trong đó. Tống Thư Hàng tốt, ta đi thử xem. Lại nói, hiện tại là Diệp Tư độ kiếp thời gian, hắn chạy tới thu thập bảo bối thật sự không có vấn đề. Diệp Tư hướng hắn khua tay nói, chính ta sẽ cẩn thận chú ý, thiên kiếp tấm chắn tựa hồ còn không có phản ứng. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, từ không gian pháp khí bên trong lấy ra một cái dương, đây là lần trước bạch tiền bối trang, đạo ý thông huyền thảo, cái dương, bên trong đạo ý thông huyền thảo đều bị hắn chuyển di đi ra. Dưới sự chỉ huy của Xích Tiêu Kiếm, hắn thận trọng đem tất cả bụi sao chứa vào trong đó. Tiếp đó, chúng ta còn muốn cùng cái này tấm chắn thiên kiếp rằng co sao? Diệp Tư hỏi, ta cảm giác nếu như chúng ta lại rằng co xuống dưới, chỉ sợ đến năm tới, thiên kiếp cũng sẽ không có biến hóa. Tống Thư Hàng gật đầu, hắn cũng nghĩ như vậy. Nếu như có thể mà nói, để hắn xem xét một phát thiên kiếp, lại dựa theo giám định kết quả hành động là lựa chọn tốt nhất. Nhưng bây giờ trạng thái tinh thần của hắn, không thích hợp lại thi triển xem xét bí pháp. Chúng ta không phải bí đao thánh quân, cường công đi. Tống Thư Hàng đạo, hắn có, bình thiên quan, lá bài tẩy này nơi tay, cường công thất bại cũng có lực lượng. Kỳ thật nếu như có thể đem cái này thiên kiếp phong ấn lời nói liền thoải mái, ta rất muốn nghiên cứu một chút cái thiên kiếp này tổ hợp pháp khí. Tống Thư Hàng lại nói, đáng tiếc, hắn hiện tại điện thoại mới còn không có đi qua ma đổi, tại trong vũ trụ liền không có tín hiệu, không cách nào liên hệ bạch tiền bối. Bằng không mà nói, hiện tại hắn nhất định phải đem bạch tiền bối triệu hoán tới, phong ấn cái thiên kiếp này cụ hiện hóa 33 tổ hợp pháp khí, mang về hảo hảo nghiên cứu. Vậy nếu không muốn mời các chủ xuất thủ, phong ấn hắn. Diệp Tư đạo. Tống Thư Hàng lắc đầu, sợ các chủ nếu là nhúng tay thiên kiếp rất có thể sẽ biến dị biến cửu phẩm cấp bậc. Nỗ lực cùng thu nhập không thành có quan hệ trực tiếp, hội lỗ vốn. Hi hi, vậy ta xuất thủ. Diệp Tư nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó nàng lật qua lật lại bản thân bản mệnh kim thư. Sau một khắc, bản mệnh kim thư bên trong có một đầu cường hoành thủy long ngưng tụ, trùng thiên mà lên. Đồng thời, Diệp Tư huy động hàn ngoạt kiếm, phối hợp với thủy long chém ra một kiếm. Kiếm khí dung hợp thủy long, vọt tới thiên kiếp tấm chắn. Oanh! Tiếng nổ mạnh to lớn quanh quẩn, hơi nước bao phủ thiên kiếp tấm chắn phạm vi. Một lát sau, hơi nước tiêu tán. Thiên kiếp tấm chắn không chút nào không tổn hao gì. Không phải đâu, Diệp Tư nháy nháy mắt, vừa rồi nàng một kiếm này là tổ hợp bí kỹ, có được đến gần vô hạn lục phẩm cấp bậc uy lực. Cái thiên kiếp này tấm chắn cứng rắn quá mức. Cùng đi, Tống Thư Hàng đạo. Hắn toàn lực vận chuyển tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, đem tiên thiên chân nguyên rót vào vô hình đao cổ, đao ý vận chuyển, tăng thêm, thánh ấn, gia trì. Tiếp đó, Tống Thư Hàng bấm một cái pháp ấn. Vô hình đao cổ trùng thiên mà lên, hóa thành một bôi nguyệt quang, chém về phía thiên kiếp tấm chắn. Tô Thị A Thất truyền thụ cho ngự đao công kích chi thuật ngự đao nguyệt quang. Đây là Tống Thư Hàng nắm giữ mạnh nhất công kích từ xa thủ đoạn. Phần thiên hỏa diễm đao mặc dù tiềm lực càng lớn, hơn nhưng nếu không dựa vào, Xích Tiêu Kiếm, Tống Thư Hàng không phát huy ra phần thiên hỏa diễm đao chân chính uy lực. Diệp Tư đồng dạng tế lên hàn ngoạt kiếm, nàng bản mệnh kim thư lật ra một trang mới, vì hàn ngoạt kiếm tăng thêm các loại phép thuật phụ trợ, tăng cường uy lực của nó. Sau đó, nàng sử dụng bích thủy các ngự kiếm chi pháp, đem hàn ngoạt kiếm chém về phía thiên kiếp tấm chắn. Hàn ngoạt kiếm đi sau lại tới trước, so vô hình đao cổ trước một bước chém lên thiên kiếp tấm chắn, vô hình đao cổ ngay sau đó đuổi theo. Một đao một kiếm phối hợp. Oanh! Thiên kiếp trên tấm chắn truyền ra to lớn chấn động tiếng. Hàn ngoạt kiếm cùng vô hình đao cổ đều bị đẩy lui trở về, thiên kiếp tấm chắn lại lông tóc không tổn hao gì. Tống Thư Hàng! Cái đồ chơi này, cứng rắn có chút quá mức. Nếu như mình phòng ngự mạnh, người khác không đánh nổi bản thân lúc. Cảm giác sẽ rất thoải mái. Nhưng nếu như là người khác phòng ngự siêu cường, bản thân không đánh nổi người khác lúc, liền sẽ có loại muốn tất đồ vật xúc động. Diệp Thư thu hồi hàn ngoạt kiếm, vô hình đao cổ cũng trở về đến Tống Thư Hàng bên người. Ta thử một chút một cái thiên khốc bảo điển nguyên bộ bí pháp.
Diệp Tư Đạo, Tống Thư Hàng, có hậu di chứng sao? Có một chút, thi pháp qua đi sẽ có một đoạn thời gian rất dài suy yếu kỳ. Bạo phát trạng thái dưới, ta có thể có được lục phẩm trình độ lực công kích, có lẽ có thể đánh nổ cái thiên kiếp này tấm chắn. Diệp Tư Đạo, Tống Thư Hàng tốt, ta hộ pháp cho ngươi. Diệp Tư hít sâu một hơi, Thiên Khốc Bảo Điển yên lặng vận chuyển. Trên người nàng khí thế biến càng ngày càng mạnh. Thủ ở sau lưng nàng công đức xà mỹ nhân con ngươi sáng lên, nàng duy trì không nhúc nhích trạng thái, chăm chú nhìn Diệp Tư biến hóa. Mười hơi tả hữu. Diệp Tư mở to mắt, nhếch miệng lên. Nàng đầu tiên là đưa tay hướng trên đầu của mình đẩy, nhưng là trên đầu nàng trống rỗng. Diệp Tư lộ vẻ có chút không thích ứng dáng vẻ, cuối cùng chỉ có thể hất đầu, thật dài bím tóc bị quăng đến sau lưng. Bí pháp hoàn thành, Tống Thư Hàng hỏi. Đương nhiên là thất bại, Diệp Tư trả lời. Mặc dù vẫn là Diệp Tư thanh âm, nhưng giọng nói chuyện biến rất cổ quái, đây không phải Diệp Tư phương thức nói chuyện. Tống Thư Hàng thần sắc cứng lại, tiếp cận Diệp Tư. Đừng nghiêm túc như vậy, con mắt hội cảm thấy chát. Diệp Tư nói, đem hai tay ngón trỏ, ngón cái tương để, bày toa thuốc khung hình. Đến, cười một cái, nàng tới gần Tống Thư Hàng, đem ngón tay khung vuông nhắm ngay hai người. Tống Thư Hàng, cắt, lúc này, công đức xà mỹ nhân cưỡng ép xâm nhập giữa hai người, đoạt màn ảnh. Cứ như vậy, Tống Thư Hàng cùng Diệp Tư cùng xà mỹ nhân ba cái dính chặt vào nhau hình ảnh, bị thác ấn xuống đến, xuất hiện tại Diệp Tư ngón tay khung vuông bên trong. Tham sống sống, yêu tự chụp. Đập xong cùng Tống Thư Hàng chụp ảnh chung phía sau Diệp Tư lại đưa tay chỉ khung vuông nhắm ngay trên trời, thiên kiếp tổ hợp pháp khí, vỗ một chương. Sau đó nàng lại xoay người lại, đối công đức xà mỹ nhân vỗ một chương. Đập xong, Diệp Tư hai tay vỗ tay, ba tấm cùng loại, ảnh chụp, đồ vật từ bàn tay nàng tâm rơi ra. Cho, cái này một phần cho ngươi, hảo hảo cất giữ lấy. Đây chính là dấu vết tháng năm đây. Diệp Tư đem, ảnh chụp, giao cho Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng. Tiếp đó, Diệp Tư nắm lên, thánh nhân kinh văn. Đối phó thiên kiếp tấm chắn loại vật này, biện pháp tốt nhất đương nhiên là khiêu khích hắn, để nó hủy bỏ phòng ngự trạng thái. Dứt lời, nàng dùng sức đem thánh nhân kinh văn đánh tới hướng thiên kiếp tấm chắn. Tống Thư Hàng trừng to mắt. 3. Thánh nhân kinh văn nện ở thiên kiếp trên tấm chắn, nho ra đặc hữu, hạo nhiên chính khí, bạo phát. Thiên kiếp tấm chắn kịch liệt lóe lên. Hình thái đều có chút không ổn định. Thánh nhân kinh văn rơi xuống, trở xuống đến Tống Thư Hàng trong tay. Trên bầu trời, thiên kiếp tấm chắn bắt đầu biến hóa hình thái, cũng không biết lại hội biến ra cái gì bộ dáng. Tựu là lúc này, Diệp Tư cười đắc ý, nàng lật ra bản mệnh kim thư, lật đến một cái trống không giao diện. Diệp Tư bản mệnh kim thư thượng còn dự giữ lại rất nhiều tờ giấy trắng, là vì về sau tấn cấp lúc gia tăng cường lực pháp thuật mà dự lưu. Này lúc nàng đưa tay ở trên không bạch giao diện thượng khẽ vỗ, một cái phức tạp trận pháp thành hình. Đi, Diệp Tư khẽ quát một tiếng. Trên trăm đầu các loại màu sắc xiềng xích từ trong trận pháp thoát ra, cuốn lên đang biến hình thiên kiếp tấm chắn. Trong nháy mắt, thiên kiếp tấm chắn bị trói thành tông tử. Diệp Tư lại đưa tay tại bản mệnh kim thư thượng đập động. Xiềng xích thu về, quả thực là đem thiên kiếp tấm chắn kéo trở về, kéo vào đến bản mệnh kim thư bên trong. Ba ba ba. Bản mệnh kim thư liên tục chấn động. Một lát sau, kim thư giao diện khôi phục lại bình tĩnh. Chỉ là trên đó nhiều một chương đồ án, một cái bị trên trăm đầu xiềng xích buộc khối Rubik. Hình tượng này luôn cảm giác tốt nhìn quen mắt, tựa hồ tại nơi nào thấy qua. Giải quyết, Diệp Tư phủi tay. Tống Thư Hàng nhìn qua nàng, trình. Xuyệt, Diệp Tư vươn tay đặt tại trên môi hắn, cái tên này, hiện tại đừng đề cập lên, sẽ xảy ra chuyện. Quả nhiên là nàng. Giao trì nữ đế Trình Lâm. Trên lý luận, Diệp Tư, mẫu thân. Luôn luôn hành tung thần bí nàng, vậy mà lại xuất hiện ở đây. Chẳng lẽ là cố ý đến xem Diệp Tư độ kiếp? Mặt khác, đem chính mình kéo tới, có thể hay không chính là nàng. Đúng rồi, có một vị để cho ta mang cho ngươi một câu. Hắn nói, nếu như gặp gỡ ngươi, liền để ta cho ngươi biết, hắn đã tỉnh, có rảnh ngươi liền đến xem hắn. Đừng một mực đang bên ngoài lãng. Cô nương tốt là muốn kịp thời về nhà. Tống Thư Hàng nhớ tới, Ban Văn Long hai, Phó Thác, Đạo. Diệp Tư hì hì cười một tiếng, nói, người đang nói cái gì, ta nghe không hiểu. Tống Thư Hàng, chương 1213, cái kia sở các chủ ta cảm giác trường đẹp trai không?
Diệp Tư nhẹ nhàng vỗ vỗ Tống Thư Hàng, người trẻ tuổi có rảnh nhiều học một ít viễn cổ thời đại ngôn ngữ, cái này đối ngươi có chỗ tốt. Ngươi bây giờ nói tiếng phổ thông, ta nghe kiến thức nửa vời. Tống Thư Hàng, ngài nghe không hiểu, ngài cùng ta trao đổi thời điểm dùng chẳng lẽ không phải tiếng phổ thông sao? Giảng như thế trượt, đừng nói với ta ngươi sẽ chỉ giảng lại nghe không hiểu a. Cố gắng, gặp lại, Diệp Tư đạo. Đợi chút nữa, Tống Thư Hàng vội vàng nói. Hắn còn có một số vấn đề muốn hỏi một chút Trình Lâm. Trình Lâm cùng Tống Đầu Gỗ đều là sinh hoạt tại viễn cổ thiên đình thời đại tồn tại, cả hai quan hệ tựa hồ không tệ. Như vậy liên quan tới Tống Đầu Gỗ một số việc, liên quan tới thú thần bộ sự, liên quan tới tam thập tam thú thần tông sự, liên quan tới kim long thủy tổ sự, còn có liên quan tới công đức xả mỹ nhân trạng thái vấn đề. Tống Thư Hàng này lúc hận không thể hóa thân 10 vạn câu hỏi vì sao, để cho mình nghi ngờ trong lòng đạt được đáp án. Chỉ là, Trình Lâm nữ đế, căn bản không có cho hắn cơ hội. Sau một khắc, chỉ thấy Diệp Tư con ngươi hơi trầm xuống, lại nói tiếp, trong mắt nàng hiển hiện vẻ mờ mịt. A, bí pháp của ta thất bại sao? Nàng hiếu kỳ nhìn chằm chằm Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng thở dài, thất bại. Nữ đế chạy, chạy đặc biệt nhanh, từ đầu tới đuôi, Tống Thư Hàng liền bóng dáng của nàng đều không có nhìn thấy. Diệp Tư hai mắt tràn đầy nghi hoặc, kỳ quái, làm sao lại thất bại? Cái bí pháp này ta nắm giữ rất nhuần nhuyễn a. A, thiên kiếp đâu? Tống Thư Hàng trả lời, bị ngươi, tất tất, cho thu lại, phong ấn đến ngươi bản mệnh kim thư bên trong. Vọng thiên, cách âm công năng. Gần nhất những này đại năng, một cái hai cái làm sao đều ưa thích sử dụng, cách âm hài hòa, năng lực. Những năm này, thế giới Internet bên trong cua đồng đại thần hoành hành bá đạo, không đâu địch nổi, giết các loại mẫn cảm từ kêu cha gọi mẹ. Mà bây giờ, trong hiện thực các đại năng cũng bắt đầu sử dụng cua đồng chi quang, đây quả thực không cho người ta lưu đường sống. Nói trở lại, Bạch Tiền Bối là cửu u thế giới chúa tể, có thể sử dụng cua đồng chi quang, lực lượng có thể lý giải. Trình Lâm nữ đế vì sao cũng có thể sử dụng loại năng lực này. Lại hoặc là nói, chỉ cần đạt đến cửu phẩm kiếp tiên hoặc là trường sinh giả, cấp bậc này phía sau các đại năng liền có thể sử dụng loại năng lực này hiếp đáp tiểu tu sĩ. Ta cái gì? Diệp Tư nháy nháy mắt, đồng thời nàng lật ra bản thân bản mệnh kim thư, quả nhiên ở bên trong thấy được bị phong ấn thiên kiếp tâm chắn. Tống Thư Hàng trả lời, bị cách âm, ta nói không nên lời. Vừa nói ra liền biến thành một chuỗi, tất tất tất. Cái kia dùng giữa chúng ta khế ước năng lực, người đem tình báo cùng hưởng cho ta. Diệp Tư cơ trí đạo. Tống Thư Hàng vỗ tay một cái, đúng a, kém chút đều quên chức năng này. Với hắn sử dụng khế ước lực lượng, đem tình báo cùng hưởng cho Diệp Tư. Thế nào, biết rồi đi, Tống Thư Hàng hỏi. Diệp Tư, người cùng hưởng một mảng lớn gạch men làm cho ta sao? Tống Thư Hàng, cua đồng đại thần cùng gạch men võ sĩ tổ đội sao? Đây quả thực là tai nạn. Lại nói, đã thiên kiếp bị phong ấn, vậy ta thiên kiếp xem như vượt qua sao? Diệp Tư ngẩng đầu nhìn bầu trời. Nếu như thiên kiếp đã vượt qua, cái kia nàng vì cái gì còn không có tấn thăng lục phẩm? Nếu như thiên kiếp còn không có độ xong, cái kia đợt tiếp theo thiên kiếp đâu? Tống Thư Hàng nghe vậy, lập tức nhớ tới thông nương cùng tiểu thải hiện trạng. Diệp Tư, thiên kiếp cuối cùng một đợt rất có thể là lấy, tâm ma kiếp, hình thái xuất hiện, người chú ý phòng bị. Hắn lên tiếng nhắc nhở. Diệp Tư nhẹ gật đầu, đang muốn lên tiếng trả lời. Nhưng nàng còn chưa kịp tới lên tiếng, đột nhiên thân hình cứng đờ, hai mắt hiển hiện mê võng chi sắc. Đây là xa vào đến tâm ma kiếp trạng thái. Công đức xà mỹ nhân thận trọng nâng Diệp Tư, đưa nàng ôm lấy. Quả nhiên lại là tâm ma kiếp, gần nhất không hội sở có độ kiếp người tu luyện, cuối cùng đều sẽ bị ném tới tâm ma kiếp bên trong đi. Tống Thư Hàng ám đạo. Đi thôi, chúng ta về trước Bích Thủy Các, thở dài phía sau hắn đối công đức xà mỹ nhân đạo. Công đức xà mỹ nhân bay tới Tống Thư Hàng bên người, đem Diệp Tư đưa cho hắn. Tống Thư Hàng tiếp nhận Diệp Tư, công đức xà mỹ nhân thì từ trong tay hắn tiếp nhận xích tiêu kiếm. Xích tiêu kiếm, đợi chút nữa, chờ hạ, để cho ta lại canh chừng một đoạn thời gian a. Đầu năm nay phạm nhân đều còn có một đoạn thời gian hóng gió đây. Hắn lời còn chưa nói hết, công đức xà mỹ nhân hơi ngửa đầu, liền đem hắn nuốt xuống. Xích tiêu kiếm, đáng giận, cho ta nghe tiếng người a. Công đức xà mỹ nhân nuốt vào xích tiêu kiếm, thân hình tiêu tán. Dung nhập Tống Thư Hàng thân thể. Tống Thư Hàng ôm Diệp Tư, công đức xà mỹ nhân trạng thái không đúng.
Diệp Tư sa vào đến tâm ma kiếp bên trong, nàng không thừa cơ cùng Diệp Tư nhiều thân ngán, còn đem Diệp Tư trả lại cho mình, cái này có chút không hợp với lẽ thường a. Chẳng lẽ là Trình Lâm tại phụ thân Diệp Tư thời điểm, lặng lẽ cùng nàng nói cái gì? Chính suy tư thời khắc, một cái lóe sáng không gian chi môn xuất hiện tại Tống Thư Hàng trước mắt. Về tới trước đi, Sở Các Chủ thanh âm tại Tống Thư Hàng vang lên bên tai. Tống Thư Hàng ôm Diệp Tư, bước vào không gian chi môn. Không gian truyền tống chỉ là trong nháy mắt sự, Tống Thư Hàng tinh tế cảm ứng đến loại này không gian truyền tống cảm giác kỳ diệu. Vượt qua không gian loại chuyện này, nghĩ kỹ lại thật là rất có ý tứ. Bích Thủy Các, một mảnh trong hồ nhỏ. Sở Các Chủ đang ngồi ở một chiếc trên thuyền nhỏ, nàng thật dài tóc đen trải rộng ra, che kín cả chiếc thuyền nhỏ. Cảnh hồ như thi, mỹ nhân như vẽ. Tống Thư Hàng bước ra không gian chi môn lúc, xuất hiện tại thuyền nhỏ bên kia. À, Tống Thư Hàng quay đầu đánh giá mỹ lệ hồ nhỏ, Sở Các Chủ cái này một mực ở tại gian phòng của mình bên trong ngủ trạch thần, lại có đi ra đi thuyền bơi hồ thời điểm. Hôm nay mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Sở Các Chủ quay đầu lườm Tống Thư Hàng một chút, người có phải hay không đang suy nghĩ gì rất thất lễ sự tình. Tống Thư Hàng lập tức lắc đầu nói, tuyệt đối không có. Cửu phẩm đại năng chính là lợi hại, bản thân chỉ cần có điểm tâm tình chập chờn đều sẽ bị cảm ứng được. Diệp Tư hiện tại lâm vào tâm ma kiếp trạng thái, tâm ma kiếp chỉ ta không giúp đỡ được nàng. Cho nên, tiếp đó, nàng liền giao cho ngươi. Sở Các Chủ nói khẽ. Nàng chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh, Diệp Tư sa vào đến tâm ma kiếp. Bích Thủy Các bị hủy diệt sự tình, là Sở Các Chủ tâm ma. Sao lại không phải Diệp Tư tâm ma? Cái này tâm ma kiếp, chỉ có thể dựa vào Diệp Tư bản thân đến vượt qua. Có lẽ, cùng Diệp Tư ký kết linh quỷ khế ước Tống Thư Hàng, có thể trợ Diệp Tư một chút sức lực. Yên tâm đi, ta tin tưởng Diệp Tư, nàng nhất định có thể vượt qua. Tống Thư Hàng đạo, Diệp Tư cũng không phải người mềm yếu như vậy. Vạn nhất thật sự không độ được, hắn còn có hy vọng cuối cùng tạo hóa Pháp Vương buổi hòa nhạc. Nghe nói gần nhất, Cửu Châu Nhất Hào Quần, bên trong, có mấy cái tiền bối hoặc là các tiền bối các đệ tử tại độ kiếp. Nếu như những này tiền bối đệ tử đều hãm sâu tâm ma kiếp không cách nào tự kiềm chế. Cái kia tạo hóa Pháp Vương có phải hay không có cơ hội quang minh chính đại bắt đầu diễn sướng hội rồi? Tống Thư Hàng nghĩ đến đây, đột nhiên có điểm tâm hoảng. Bởi vì hắn nhà gần nhất độ kiếp người tương đối nhiều, Thông Nương, Tiểu Thải, hiện tại lại tăng thêm một cái Diệp Tư. Đến lúc đó Thích Ca Mâu Ni buổi hòa nhạc, hắn khẳng định đến bồi tiếp Diệp Tư các nàng cùng một chỗ tham gia. Sinh không thể luyến, gíp. Chiếu cố thật tốt Diệp Tư, Sở Các Chủ nói khẽ. Yên tâm đi, Diệp Tư bây giờ cùng ta đều là một thể, ta tự nhiên sẽ chiếu cố thật tốt nàng. Tống Thư Hàng cười nói, kỳ thật lấy Diệp Tư độ xong kiếp sau lục phẩm thực lực, dưới tình huống bình thường là nàng chiếu cố Tống Thư Hàng tương đối nhiều mới đúng. Hừm, người trả lời như vậy ta an tâm. Sở Các Chủ nói, vậy cần ta đưa ngươi trở về. Vẫn là chính ngươi bay trở về. Sở Các Chủ đưa ta đi, ta vừa mới tấn thăng tứ phẩm, từ vũ trụ bay trở về địa cầu, sợ không chịu đựng nổi. Tống Thư Hàng đạo. Trọng yếu nhất chính là, trong vũ trụ không có hướng dẫn. Hắn sợ bay lên lạc đường, cái kia chính là tai nạn kịch. Được, Sở Các Chủ ngáp một cái, ta mở truyền tống môn, chính ngươi trở về. Ta muốn, thật tốt, ngủ một giấc. Hả, nguyên lai là hôm nay muốn tới bên ngoài đến ngủ à? Ta còn tưởng rằng hôm nay Sở Các Chủ rốt cục muốn đổi phong cách vẽ, không còn khi trạch thần. Tống Thư Hàng bừng tỉnh đại ngộ. Sở Các Chủ uể oải ngắm Tống Thư Hàng một chút, mặc dù không biết trạch thần là cái gì, nhưng luôn cảm giác người đang giễu cợt ta. Làm sao có thể, ta làm sao lại chào phúng Sở Các Chủ? Tống Thư Hàng nói, đúng rồi, Sở tiền bối, ta vừa vặn có kiện sự tình muốn thỉnh giáo một chút ngài. Sở Các Chủ, nói một chút. Tống đầu gỗ, gọi Tống Nhất đúng không? Tống Thư Hàng hỏi. Sở Các Chủ ngáp một cái, người lại gặp gỡ cùng hắn có liên quan chuyện. Hừm, tại Kim Long Thủy Tổ nơi đó nhìn thấy qua một số nhắn lại. Tống Thư Hàng trả lời. Ha ha, Sở Các Chủ cười lạnh. Tống Thư Hàng, ta có phải hay không lại nói cái gì không nên nói đồ vật? Sở Các Chủ, không sai, Tống đầu gỗ tên kia gọi là Tống Nhất. Tên đầy đủ có phải hay không bá đao Tống Nhất? Tống Thư Hàng hỏi. Sở Các Chủ bên cạnh theo tại thuyền nhỏ đặc chế đệm dựa bên trên, vừa bắt đầu điều chỉnh thoải mái nhất tư thế ngủ, một bên trả lời, bá đao là cái quỷ gì? Nhưng vừa trả lời xong thời điểm,
nàng trong trí nhớ lại hiển hiện rất một cái trí nhớ xa xôi đoạn ngắn. Mơ hồ nhớ kỹ lần thứ nhất nhìn thấy Tống đầu gỗ thời điểm. Tống Nhất Đạo hiệu trước, tựa hồ là có cái thật buồn cười tiền tố. Nhưng là, nàng đã nhớ không rõ cái kia tiền tố đến cùng là cái gì. Không phải bá đao Tống Nhất. Cái kia sở các chủ, Tống đầu gỗ trường cái dạng gì. Tống Thư Hàng lại chờ đợi mà hỏi. Hừm, trên tổng thể tới nói rất đẹp trai a. Sở các chủ trả lời, thanh âm của nàng càng ngày càng thấp, có loại tùy thời đều muốn tiến vào trạng thái ngủ cảm giác. Tống Thư Hàng, cái kia, sở các chủ ta cảm giác trường đẹp trai không? Sở các chủ, Tống Thư Hàng, có đôi khi, trầm mặc là làm người rất đau đớn sự. Sở các chủ thở dài, cho nên, người đến cùng muốn hỏi cái gì? Đừng móc lấy cong, trực tiếp hỏi, nếu không một hồi, ta ngủ thiếp đi không cách nào trả lời vấn đề, người cũng đừng trách ta. Khục, kỳ thật ta nghĩ biết Tống Nhất, cũng chính là Tống đầu gỗ, hắn là linh quỷ sao? Tống Thư Hàng hỏi, người tại sao có thể có ý nghĩ như vậy? Sở các chủ hiếu kỳ hỏi. Tống Thư Hàng, ta là từ một số manh mối bên trong tiến hành phỏng đoán, cho nên mới sẽ hướng sở các chủ ngài chứng thực. Không phải, sở các chủ lắc đầu, khẳng định trả lời. Tống đầu gỗ trạng thái mặc dù rất cổ quái, nhưng nàng có thể khẳng định Tống đầu gỗ khẳng định không phải linh quỷ. Không phải linh quỷ. Người rất quan tâm Tống đầu gỗ sự nha. Sở các chủ híp mắt nhìn qua Tống Thư Hàng. Chương 1214, Tống Thư Hàng hảo tuyệt vọng. Ta đương nhiên rất để ý chuyện của hắn a. Tống Thư Hàng ngồi xuống, đem Diệp Tư nhẹ nhàng phóng tới thuyền nhỏ một mặt. Sau đó hắn đưa tay chỉ bản thân, bởi vì Tống đầu gỗ nguyên nhân, ta bị người không hiểu thấu đánh nhiều lần. Sở các chủ, nàng hoàn toàn có thể lý giải Tống Thư Hàng vì cái gì bị người đánh nguyên nhân. Trên thực tế, lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy Tống Thư Hàng lúc, rõ ràng Tống Thư Hàng cùng Tống đầu gỗ trường hoàn toàn khác biệt, thực lực cảnh giới cũng hoàn toàn không giống, nhưng nàng cũng đem Tống Thư Hàng ngộ nhận là Tống đầu gỗ. Bất quá chỉ cần cẩn thận lại nhìn nhìn lần thứ hai, nàng liền có thể xác định Tống Thư Hàng cùng Tống đầu gỗ là hai cái hoàn toàn khác biệt cá thể. Tại dạng này điều kiện tiên quyết, nếu như Tống Thư Hàng vừa vặn gặp được một số lão gia hỏa, đối phương liếc nhìn Tống Thư Hàng đem hắn ngộ nhận là Tống đầu gỗ lúc, đánh cho hắn một trận cũng là chuyện rất bình thường. Sở các chủ, người có Tống đầu gỗ ảnh chụp loại hình sao? Tống Thư Hàng còn có chút chưa từ bỏ ý định. Sở các chủ, người cảm giác ta hội thận trọng cất giữ lấy Tống đầu gỗ ảnh chụp, sau đó mỗi ngày âm thầm quan sát. Tống Thư Hàng, các chủ, ta chỉ là muốn nhìn xem Tống đầu gỗ đến cùng như thế nào, dựa vào cái gì ta muốn không công bị người đánh nhiều lần. Mặc dù có một lần bị đánh xong phía sau đổi về một mảnh bảo mệnh măng lá đến. Sở các chủ mệt mỏi ngáp một cái, ảnh chụp không? Cầm giấy cùng bút đến, ta cho ngươi vẽ một bộ chân dung của hắn đi, ta đối với mình vẽ tranh năng lực vẫn là rất tự tin. Tạ ơn sở các chủ, Tống Thư Hàng lập tức từ tay của mình xuyên không gian bên trong lấy ra giấy cùng bút. Sở các chủ nhấc bút lên, nghĩ nghĩ phía sau trên giấy thật nhanh họa. Các chủ vận dụng ngòi bút như bay, vẽ tranh thời điểm càng là khí thế phi phàm, không hổ là kiếp tiên cấp tồn tại. Giải quyết, sở các chủ đem vẽ đưa trả cho Tống Thư Hàng. Sau đó nàng bản thân liền phảng phất tiêu hao tất cả năng lượng đồng dạng, mềm nhũn nằm xuống, không chịu tái khởi tới. Tống Thư Hàng tiếp nhận chân dung. Ân, phong cách vẽ mỹ làm người thấy chua xót. Gặp qua một số ngữ văn phụ trợ tài liệu giảng dạy thượng cổ đại vĩ nhân hắc bạch tranh minh họa sao? Chính là loại kia, Tần Thủy Hoàng, cùng Hạ Chi Trương, thậm chí là Chu Văn Vương, Gia Cát Khổng Minh, đều là khuôn mặt tương tự độ tại 70% trở lên loại kia. Ngoại trừ quần áo không giống nhau, cái khác tư thế cùng mặt dài toàn đồng dạng cái chủng loại kia. Coi như ngươi không có mặt hoang chứng, những này cổ đại vĩ nhân nhóm thay quần áo khác, ngươi liền tuyệt đối không nhận ra bọn hắn ai là ai cái chủng loại kia. Tống Thư Hàng nhìn qua trên bức họa cái này ăn mặc, nho phục nam tử. Chỉ cần đem hắn quần áo đổi thành Tần Thủy Hoàng cách ăn mặc, thêm chút đi dâu ria cái gì, liền có thể thay thế đi trên sách học Tần Thủy Hoàng, loại kia. Tống Thư Hàng có loại muốn giận quảng chân dung xúc động. Hắn hít sâu, hỏi lần nữa, các chủ, ngài có thể hay không đem trong đầu chân dung dựa vào pháp thuật, đem hắn thác ấn đi ra. Quá tiêu hao năng lượng, không làm, sở các chủ đạo. Tống Thư Hàng, hắn cảm giác, sở các chủ cùng Vũ Nhu Tử sư huynh, Lưu Kiếm Nhất, nhất định rất có chung ngôn ngữ. Theo Vũ Nhu Tử đậu đen rau muống qua, sư huynh của nàng lười đến liền hô hấp đều lười hô hấp cấp độ. Thôi. Tống đầu gỗ sự trước hết để một bên đi.
Ngoại trừ Tống Đầu Gỗ sự bên ngoài, hắn vốn còn muốn hỏi một chút Viễn Cổ Thiên Đình sự. Nhưng nghĩ đến Viễn Cổ Thiên Đình cùng Bích Thủy Các, Thủy Hỏa Bất Xung quan hệ, ngẫm lại thôi được rồi. Vạn nhất Sở Các chủ nổi giận, đem hắn đá phải vũ trụ làm sao bây giờ? Sự tình hỏi xong sao? Sở Các chủ thanh âm càng ngày càng thấp. Tống Thư Hàng gật đầu, hừm, đã không thành vấn đề. Sở Các chủ tiễn ta về nhà đi thôi. Vừa dứt lời, đột nhiên trong lòng của hắn khẽ động. Quy Tiền Bối tại Hạch Tâm Thế Giới hướng hắn gửi đi tin tức. Băng Phách Đan đã luyện chế thành công, Quy Tiền Bối lên tiếng nói. Sở Tiền Bối, Băng Phách Đan đã luyện chế thành công, chúng ta bây giờ đi Lý Âm Trúc nơi đó đi. Tống Thư Hàng ngẩng đầu lên nói. Quy Tiền Bối luyện đan tốc độ đặc biệt ra sức, hắn nói 24 giờ bên trong có thể làm được, không nghĩ tới nhanh như vậy liền luyện chế thành công. Mặt khác hắn nghĩ tới một sự kiện, Quy Tiền Bối hẳn là cũng nhận biết Tống Đầu Gỗ mới đúng, đến lúc đó có thể hướng hắn trưng cầu ý kiến Tống Đầu Gỗ sự. Sở Các chủ, hô hô hô. Các chủ đã đi ngủ lấy, nhìn nàng đều đều hô hấp, như thần chìm vào giấc ngủ tốc độ. Làm sao bây giờ, phải gọi tỉnh nàng sao? Nói lên gọi Sở Các chủ rời giường, Tống Thư Hàng liền nhớ lại một đoạn nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Nhớ kỹ lần trước đến Bích Thủy Các lúc, Sở Các chủ vừa lúc ở đi ngủ, hắn tại Sở Các chủ chỗ ở cổng, lại bị phòng ngự trận pháp treo lên, hiện lên một chữ mã hình dáng bị treo lên. Tống Thư Hàng có chút bận tâm, nếu như hắn hiện tại đi gọi Sở Các chủ, bên người nàng có thể hay không đột nhiên chui ra phòng ngự trận pháp, đem hắn hiện lên một chữ mã treo lên. Cho nên, không thể tới gần nàng. Sở Các chủ, chớ ngủ trước a, chúng ta đi trước thời gian thành đi. Tống Thư Hàng lớn tiếng kêu lên. Sở Các chủ, hô hô hô. Tống Thư Hàng lại kêu rất lâu, nhưng Sở Các chủ một khi ngủ thiếp đi, bền lòng vững dạ. Ai, Tống Thư Hàng thở dài, không có biện pháp, xem ra chỉ có bản thân tiến về Bích Thủy Các thời gian thành. Hắn mơ hồ còn nhớ rõ Bích Thủy Các phương pháp đi vào, chỉ là không có Sở Các chủ dẫn đường, không biết hắn có thể hay không tiến vào thời gian thành. Trong lúc đang suy tư, đột nhiên hồ nước nhỏ, hoa tiếng vang. Sau đó, một thanh dù che mưa vọt ra khỏi mặt nước. Lại có một bóng người theo sát phía sau. Thân ảnh này ăn mặc trường bào màu xanh lam, màu đen tóc ngắn. Thoát ra mặt hồ phía sau hắn duỗi dài tay vồ một cái, đem dù bắt lấy. Bọt nước vẩy ra. Áo lam nam tử vững vàng rơi vào trên mặt nước. Hắn đầu tiên là ngắm nhìn đang ngủ say Sở Các chủ, há, nguyên lai ta chui vào nơi này tới. Các chủ ngươi tốt a. Gặp Sở Các chủ nửa ngày không có phản ứng, áo lam nam tử cười khổ nói, các chủ lại ngủ thiếp đi a. Hắn lại nhìn phía Tống Thư Hàng, tiểu hữu ngươi. A, bá Tống tiền bối, ngài cũng ở nơi đây a. Tống Thư Hàng, đạo hữu ngươi tốt, ngươi là. Vãn bối Phong, Phong cái gì đến? Phong, Phong, không xong, vãn bối quên đạo hiệu. Áo lam nam tử cười khổ nói. Tống Thư Hàng, a. Vãn bối trí nhớ một mực không tốt lắm, tổng là không cẩn thận liền đem đạo hiệu quên mất. Bá Tống tiền bối ngài chờ đã. Dứt lời, áo lam nam tử lấy ra một cuốn sách nhỏ, thật nhanh ở phía trên lật qua lật lại. Một lát sau, hắn vui vẻ nói, tìm được, vãn bối đạo hiệu là Tán đạo nhân, a phía dưới còn có chữ đồ đần, đây không phải đạo hiệu. Tống Thư Hàng, Tán đạo nhân không phải đạo hiệu của ta. Ha ha ha, quá tốt rồi, cái tên này nghe xong đi lên liền rất áp chế. Nếu thật là cái này đạo hiệu sẽ không hay. Bung dù áo lam nam tử cười ha ha nói. Sau khi cười xong, hắn xoay người ngắm nhìn Sở Các chủ. Lại quay đầu trở lại đến, một lần nữa nhìn qua Tống Thư Hàng. A, đạo hữu ngươi tốt. A, là bá Tống tiền bối. Vãn bối gặp qua bá Tống tiền bối. Tống Thư Hàng một mặt mộng bức. Ý gì? Vãn bối đạo hiệu là Phong, Phong, Phong cái gì đến? Bá Tống tiền bối ngài chờ đã. Trí nhớ của ta không tốt lắm, ta xem một chút đạo hiệu của mình. Dứt lời, hắn lại lần nữa lật lên bản thân quyển vở nhỏ bản. Tìm được, vãn bối gọi Tán đạo nhân đồ đần, đây không phải đạo hiệu. Ách, bung dù nam tử cười khổ ngẩng đầu, không có ý tứ, bá Tống tiền bối, khả năng này không phải vãn bối đạo hiệu. Bất quá đạo hiệu nhất thời cũng nhớ không nổi tới, đây thật là quá tệ, bá Tống tiền bối nếu như không ngại, liền gọi ta Tán đạo nhân đi. Tống Thư Hàng ước chừng đã hiểu là chuyện gì xảy ra. Cái này ra hỏa, từ cùng mình gặp mặt sau, quay người lại, liền đem vừa rồi phát sinh sự tình quên mất. Loại này đã không phải là, trí nhớ không tốt, vấn đề, loại này ký ức đã nát thấu.
hắn hoài nghi vị này tán đạo nhân có phải hay không cá vàng thành tinh. Ký ức nát thành bộ dạng này, hắn là thế nào tu luyện? Những cái kia rườm rà công pháp hắn có thể nhớ được sao? Tán đạo hữu ngươi tốt, ngươi là thế nào đến Bích Thủy Các tới? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Cái này ra hỏa, nhìn qua hẳn không phải là sợ các chủ dùng chân thực huyễn tượng diễn biến đi ra Bích Thủy Các thành viên. Là ngộ nhập Bích Thủy Các tu sĩ. Mà lại, vị này tán đạo nhân nhìn còn nhận biết sợ các chủ. Ta là thế nào đến Bích Thủy Các tới? Để cho ta ngẫm lại. Đúng, bá Tống tiền bối, ta một mực liền ở tại Bích Thủy Các A. Ta là Bích Thủy Các một phần tử, mặc dù trí nhớ của ta rất nát, nhưng có chút chuyện rất trọng yếu, ta vẫn là có thể nhớ. Tán đạo nhân trả lời. Bích Thủy Các một phần tử. Nói cách khác, tán đạo nhân cuối cùng vẫn là sở các chủ chân thực huyễn tượng diễn biến đi ra một bộ phận sao. Tống Thư Hàng trong lòng thoảng qua có chút thương cảm. Sở các chủ dùng, chân thực huyễn tượng, diễn hóa xuất Bích Thủy Các, nhưng huyễn tượng lại thế nào chân thực, chung quy là huyễn tượng. Bá Tống tiền bối, ngươi có phải hay không có cái gì phiền não? Tán đạo nhân hỏi. Tống Thư Hàng, kỳ thật, ta vừa rồi muốn cho sở các chủ mang ta đi thời gian thành. Thời gian thành, cái chỗ kia ta biết, ta đến mang bá Tống tiền bối đi qua đi. Tán đạo nhân cười ha ha nói. Tống Thư Hàng có chút dừng lại, cái kia, không có vấn đề sao? Yên tâm đi, mặc dù trí nhớ của ta rất dở, nhưng là chuyện trọng yếu ta nhớ nhất thanh nhị sở. Tựa như là tu luyện công pháp loại hình, mặc dù ta ngay cả mình tu luyện công pháp là cái gì, cảnh giới là thế nào phân chia đều quên, nhưng tu luyện như thế nào ta còn nhớ rõ nhất thanh nhị sở. Tán đạo nhân dương dương đắc ý nói. Vậy làm phiền tán đạo hữu, Tống Thư Hàng đạo. Tán đạo nhân vỗ ngực, bao trên người ta đi. Dứt lời, chân hắn đạp mặt hồ, như độ đất bằng, hướng bờ hồ bước đi. Tống Thư Hàng ôm lấy Diệp Tư, nhảy hướng mặt hồ, hắn bước ra một bước, liền có Hắc Liên tại hắn túc hạ hóa hình, thật nhanh đuổi theo tán đạo nhân. Sau 10 phút, Tống Thư Hàng vô cùng hối hận bản thân đối tán đạo nhân tín nhiệm. Tán đạo nhân lạc đường, càng hố chính là, hắn lại quên đi Tống Thư Hàng. Nơi này là nơi nào? Tán đạo nhân mang theo Tống Thư Hàng đi đến Bích Thủy Các một mảnh cung điện quảng trường phía sau nghi ngờ bốn đầu chuyển nhìn. Sau đó hắn nhìn về phía Tống Thư Hàng, đạo hữu ngươi tốt quen mặt, Bá Tống tiền bối chào ngài. Tống Thư Hàng hảo tuyệt vọng. Đạo hữu, thời gian thành đi như thế nào? Tống Thư Hàng thẳng vào chủ đề, không cho tán đạo nhân có móc quyển vở nhỏ bản cơ hội. Thời gian thành, ta biết, chuyện trọng yếu ta vẫn là biết đến. Tán đạo nhân vui vẻ nói. Nhưng nói, đột nhiên hắn lại sững sờ, không tốt, ta mặc dù biết thời gian thành đi như thế nào, nhưng chúng ta hiện tại ở đâu cái vị trí, ta không nhớ nổi. Cái này ra hỏa không phải là sở các chủ dùng, chân thực huyễn tượng, huyễn hóa ra đến chơi ác hắn Chương 1215, tin tưởng ta coi như đưa ngươi bán ngươi sẽ còn ở một bên thay ta kiếm tiền. Bất quá không quan hệ, bởi vì ta ký ức quá kém nguyên nhân. Sở các chủ chuyên môn tại ta trên dù khắc họa qua một cái trận pháp. Có thể cho ta một khóa về nhà, sau khi về nhà, ta liền biết tiến về thời gian thành đi như thế nào. Bá Tống tiền bối không cần lo lắng. Tán đạo nhân chỉ mình dù che mưa, phía trên có một cái phức tạp trận pháp. Tống Thư Hàng. Tới đi, bá Tống tiền bối, cùng ta về nhà đi. Dứt lời, tán đạo nhân đưa tay đặt tại bản thân mặt dù bên trên, kích hoạt trận pháp. Sau một khắc. Một cái lập lòe tỏa sáng không gian chi môn xuất hiện tại trước mặt hai người. Nhìn cái này quang trạch, nhìn này khí tức, là sở các chủ không gian chi môn không sai. Tống Thư Hàng này lúc đã không biết muốn từ góc độ nào đậu đen rau muống mới tốt. Tán đạo nhân rất nhiệt tình mang theo Tống Thư Hàng, bước vào không gian chi môn. Không gian chi môn đối diện, là một chỗ phổ thông trúc lâu, nơi này chính là tán đạo nhân nhà, rất có Bích Thủy Các khí tức kiến trúc. Bá Tống tiền bối. Muốn hay không tới trước ta động phủ làm khách. Nhà ta rất lâu không có tới khách nhân. Tán đạo nhân chờ đợi nhìn qua Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng thở dài, chờ từ thời gian thành trở về làm tiếp khách cũng không muộn. Có trời mới biết tán đạo nhân lại ở lúc nào không hiểu thấu đem hắn quên, tốt nhất có thể từ tán đạo nhân nơi đó làm một chương Bích Thủy Các bản đồ chi tiết tới. Tán đạo nhân, cũng đúng, chính sự quan trọng. Bá Tống tiền bối ngươi trong phòng chờ ta một chút, ta chỗ này có một tấm bản đồ. Một hồi nếu như ta lại quên đi chính sự, người có thể dựa vào tấm bản đồ kia tiến về thời gian thành. Được, Tống Thư Hàng gật đầu nói,
xem ra mặc dù ký ức kỳ nát vô cùng, nhưng tán đạo nhân năng lực xử sự vẫn là rất không tệ. Tống Thư Hàng tiến vào trúc lâu, tùy tiện tìm cái ghế dựa ngồi xuống. Diệp Tư còn không có muốn tỉnh táo lại dấu hiệu, Tống Thư Hàng tạm thời đưa nàng đưa vào đến hạch tâm thế giới. Ta đi lên lầu lấy địa đồ, bá Tống tiền bối ngài chờ một lát. Tán đạo nhân đi lên lầu. Nhìn lấy hắn đi xa thân ảnh, Tống Thư Hàng có chút bận tâm. Vạn nhất con hàng này sau khi lên lầu, đem hắn quên đi, trên lầu nằm ngáy o o làm sao bây giờ? Trước chờ hắn một hồi đi, nếu như thật lâu còn không có xuống lời nói, liền lên lầu tìm hắn. Bất quá cái này về, tán đạo nhân không tiếp tục quên. Hắn rất nhanh liền từ trên lầu đi xuống. Cho, bá Tống tiền bối, đây là từ nhà ta tiến về thời gian thành địa đồ. Có hắn tại, coi như một hồi ta quên chuyện, cũng sẽ không chậm trễ ngài chính sự. Tán đạo nhân đưa lên cái nhăn thành cầu viên giấy. Tống Thư Hàng tiếp nhận cái này viên giấy, khóe miệng không khỏi co lại. Tán đạo hữu, mời đối xử tử tế địa đồ tiên sinh a. Địa đồ là dùng đến xem, không phải dùng để xoa thành cầu chơi a. Thở dài, Tống Thư Hàng đem viên giấy mở ra. Nhưng là, hắn nhìn thấy lại không phải địa đồ, mà là dùng viễn cổ văn tự viết một phong thư kiện. Tống Thư Hàng một mặt mộng bức, hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía tán đạo nhân, địa đồ đâu. Sau đó hắn liền thấy tán đạo nhân hai mắt mê ly, hắn đang gắt gao nhìn mình chằm chằm, sau đó đột nhiên hỏi, đạo hữu ngươi là ai a, ngươi làm sao lại tại trong nhà của ta? A, là bá Tống tiền bối ngài là tới nhà của ta làm khách sao? Thật sự là quá tốt, nhà ta rất lâu không có khách nhân. Ta lập tức đi cho ngài pha trà. Dứt lời, tán đạo nhân thật nhanh hướng trên lầu chạy tới, muốn đi pha trà. Tống Thư Hàng, ngựa trái chứng chứng, lại tới. Mặt khác, Tống Thư Hàng rất hoài nghi tán đạo nhân nói tới, trong nhà thật lâu không có khách nhân. Cho dù có khách nhân tới, chỉ sợ hắn đều không nhớ được đi. Thở dài, Tống Thư Hàng lại nhìn phía phong thư này. Trên đó chữ là dùng viễn cổ văn tự viết, Tống Thư Hàng là, viễn cổ văn mù chữ, nhận biết viễn cổ văn không có mấy cái. Sau đó có rảnh, ta nhất định phải hảo hảo học một ít viễn cổ văn, cự tuyệt mù chữ, từ học tập cho giỏi bắt đầu. Đang lúc hắn chuẩn bị đem phong thư này thu lại thời điểm, đột nhiên, thư tín bên trên, có quang mang nhàn nhạt hiện lên. Quang mang qua đi, giống như năm đó ở Nho Gia nhìn thấy thánh nhân kinh văn hiệu quả đồng dạng, trên đó văn tự tự mang, đồng bộ phiên dịch, thuộc tính. Tống Thư Hàng xem hiểu những chữ này ý tứ. Vĩnh viễn thanh xuân Mỹ lệ sở các chủ. Người tốt, hôm nay người còn trẻ tại Bích Thủy Các không chịu đi ra không? Phía dưới chính văn. Đầu tiên. Chúc mừng ngươi rốt cục tấn thăng cửu phẩm cảnh giới. Ngươi cùng ta nghĩ đồng dạng kiên cường, lại đáng sợ tâm ma cũng ngăn không được niềm tin của ngươi. Lần trước nhìn thấy ngươi nhân tiền hiển thánh thời điểm, ta cảm động đến khóc, cũng chảy xuống ta nhân sinh thứ 100 giọt nước mắt. Ngươi biết, ta cái này 100 giọt nước mắt bên trong, có hơn 90 tích đều là bị người đánh đến khóc lên, cảm động nước mắt chỉ có 8 giọt, cho nên lộ vẻ đặc biệt chân quý. Lần sau có cơ hội ta đem hắn gửi cho ngươi. Ngươi có thể hảo hảo cất giữ. Mặt khác, ta nhìn ngươi đã bắt đầu đang tìm tòi chính mình đạo, muốn bước ra một bước cuối cùng. Nếu như là dưới tình huống bình thường, ta khi muốn hướng ngươi chúc mừng ngươi muốn chứng đạo cảnh giới trường sinh. Nhưng bây giờ, ta nhất định phải nghiêm túc nói với ngươi một sự kiện. Làm ngươi muốn bước ra bản thân đạo trước đó, mời ngươi thoáng hoãn một chút. Một bước này bước ra, đem không còn quay đầu cơ hội. Hiện tại, không phải bước vào cảnh giới trường sinh thời điểm. Đây là chuyện rất trọng yếu, ta nhất định phải lặp đi lặp lại nhắc nhở ngươi, hiện tại trước hoãn một chút, không cần bước ra con đường trường sinh một bước kia. Theo lý thuyết, chuyện trọng yếu muốn nói 3 lần, nhưng ta tin tưởng ta chỉ cần nói 2 lần, ngươi liền có thể minh bạch ta ý tứ. Dù sao ngươi là như thế cơ trí. Về phần tại sao không thể bước ra trường sinh một bước kia, nguyên nhân cụ thể, ta không cách nào ở trong thư cùng ngươi miêu tả. Không phải ta không muốn miêu tả, mà là không thể không cách nào đưa chúng nó viết ra, cũng vô pháp đưa chúng nó nói ra miệng. Tin tưởng ta, ta sẽ không hại ngươi. Tin tưởng ta, ta vĩnh viễn đứng ở ngươi bên này. Tin tưởng ta, coi như ta thật sự đưa ngươi bán, ngươi khẳng định sẽ còn ngọt ngào ở một bên thay ta đếm ngươi bán mình tiền. Cúi chào. Chúc thân thể khỏe mạnh, nhà tốt, ăn ma ma hương. Ngươi bằng hữu tốt nhất, tống nhất. Thời gian, ta quên hôm nay là thời gian nào, dù sao ngươi một mực trạch tại Bích Thủy Các, cũng không cần ghi thời gian. Tống Thư Hàng.
hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì phong thư này sẽ bị vò thành một cục cầu nguyên nhân. Tống đầu gỗ cái này ra hỏa, khẳng định là viễn cổ tam lãng virus mang theo người, viết phong thư còn mang theo nồng đậm khiêu khích vị. Nếu như hắn là sở các chủ, nhìn thấy phong thư này khẳng định cũng sẽ đem hắn vò thành một cục, sau đó về gửi 1 vạn con thảo nê mã, không. 1 vạn con quá ít, ít nhất phải về gửi 10 vạn con nhảy nhót tưng bừng thảo nê mã cho Tống Nhất, cũng chính là Tống đầu gỗ, để tên kia bị 10 vạn con thảo nê mã hung dữ trà đạp. Trong thư nhắc qua, Tống đầu gỗ từng bị người đánh khóc, chảy xuống hơn 90 giọt nước mắt, thật sự là đại khoái nhân tâm. Cũng không biết hơn 90 giọt nước mắt là một lần một giọt. Vẫn là một lần nhiều tích, nếu như là một lần một giọt liền tốt, vậy liền đại biểu cho hắn bị đánh khóc qua 90 lần. Bất quá phong thư này bên trong, trọng yếu nhất không phải Tống đầu gỗ đã từng bị người đánh khóc qua sự. Mà là hắn dặn đi dặn lại thông chi sở các chủ, không để cho nàng muốn bước ra chính nàng con đường trường sinh, để cho nàng tạm thời hoãn một chút. Đây là vì sao? Chẳng lẽ, một khi bước ra con đường trường sinh, liền sẽ có đại nguy cơ? Mà lại, ấn Tống đầu gỗ nói, cái này nguy cơ rất có thể là, không cách nào quay đầu, nguy cơ. Sở các chủ khẳng định đã nhìn qua phong thư này, chẳng lẽ chính vì vậy, sở các chủ mới chậm chạp không có bước ra một bước cuối cùng, không có tấn thăng trường sinh cảnh. Đang lúc Tống Thư Hàng suy tư thời khắc, tán đạo nhân từ trên lầu đi xuống, bưng một bộ đồ uống trà. Bá Tống tiền bối, mời uống trà. Tán đạo nhân mỉm cười đưa lên một chén trà nóng. Tống Thư Hàng đành phải tiếp nhận chén trà, sau đó hắn nhìn thấy trong chén trà, nửa chén lá trà, cùng chút ít nước. Vọng Thiên, cái này ra hỏa sẽ không liền làm sao uống trà đều quên a? Trà là như thế phao sao? Cái này nửa chén tử lá trà, là muốn coi như ăn cơm sao? Tán đạo nhân thật đúng là coi như ăn cơm, chính hắn nâng chung trà lên, uống một hớp cạn nước trà phía sau liền bắt đầu đem lá trà rót vào trong miệng, bắt đầu nhai nuốt, ăn có thể hương. Tống Thư Hàng. Bá Tống tiền bối, ngươi không uống sao? Trà này lá có thể hương, chính là nhai quá có bao nhiêu điểm khổ. Tán đạo nhân đạo. Tống Thư Hàng, cho nên nói, trí nhớ của ngươi đến cùng có thể duy trì bao lâu? Liền những cái này sinh hoạt bên trong thường thức đều không nhớ được, hắn trước kia tại Bích Thủy Các là thế nào sinh hoạt? Không biết a, trước kia có khảo nghiệm qua, nhưng kết quả quên đi. Tán đạo nhân đạo. Tống Thư Hàng, vậy nếu như ta hướng ngươi mượn đồ vật, ngươi hội quay đầu quên sao? Tán đạo nhân đắc ý nói, đương nhiên sẽ không, ta cho mượn đi đồ vật nhớ kỹ có thể rõ ràng. Cái kia đạo hữu cho ta mượn một ít linh thạch, Tống Thư Hàng đạo. Tán đạo nhân, bá Tống tiền bối muốn mượn bao nhiêu? Có lục phẩm linh thạch sao? Đến 10 khỏa, Tống Thư Hàng đạo. Tán đạo nhân ở trên người tìm tòi một lát, thật đúng là lấy ra 10 khỏa lục phẩm linh thạch, đưa cho Tống Thư Hàng cho, bá Tống tiền bối. Tống Thư Hàng tiếp nhận linh thạch, cảm ứng một chút. Hắn có thể từ đó cảm ứng được tinh khiết linh lực, những linh thạch này là thật. Không phải vật hư ảo. Lúc này, tán đạo nhân móc ra bản thân quyển vở nhỏ bản, ở phía trên viết, hôm nay bá Tống Huyền Thánh hướng ta mượn 10 khỏa lục phẩm linh thạch, tiêu ký. Viết xong phía sau hắn lại tiêu ký cái giống như là ngày ký hiệu. Tống Thư Hàng. Tiền bối, người tìm ta có phải là có chuyện gì hay không? Tán đạo nhân lại ngẩng đầu hỏi. Tống Thư Hàng, chúng ta đi thời gian thành. Tán đạo nhân, thời gian thành ta sẽ đi, tới, bá Tống tiền bối, ta dẫn đường cho ngài. Lần này, hắn nhưng không có nhắc lại, địa đồ, sự. Tán đạo nhân tại dẫn đường trên đường, lại dễ quên hai hồi. Tống Thư Hàng có kinh nghiệm, tại hắn quên bản thân thời điểm, đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp nói cho hắn biết muốn đi trước thời gian thành. Từ, nhà, đến, thời gian thành, con đường, tán đạo nhân rất quen, cuối cùng không tiếp tục mang sai đường, thuận lợi mang theo Tống Thư Hàng đi tới thời gian thành. Nhưng khi hắn đến thời gian thành thời điểm, phát hiện sở các chủ đang đứng tại thời gian thành cổng, ánh mắt sắc bén. Sở các chủ, người đã tỉnh a? Tống Thư Hàng vẫy vẫy tay. Sở các chủ lên tiếng, người gặp gỡ hắn. Nàng nói là tán đạo nhân. Cái kia tin ở trên thân thể ngươi. Sở các chủ hỏi. Tống Thư Hàng móc ra lá thư này, giao hắn đưa cho sở các chủ, là cái này phong sao. Sở các chủ tiếp nhận tin, tiện tay đem hắn vào thành một cục, dùng sức hướng nơi xa ném một cái. Tán đạo nhân lập tức bay vụt ra ngoài, đuổi theo viên giấy mà đi. Chương 1216, nữ nhi cuối cùng sẽ lớn lên. Hoãn một chút, chậm lâu như vậy rồi,
còn chậm tới khi nào? Chậm ngươi cái đại đầu quỷ. Sở các chủ cắn răng nói. Tống Thư Hàng phảng phất thấy được thực chất hóa oán niệm. Mà lại, ta cũng không định lại chậm đi xuống. Sở các chủ thấp giọng nói, tựa hồ tại nói một mình, lại tựa hồ đang nói cho Tống Thư Hàng nghe, ta đã không cần chờ đợi, ta muốn để bọn hắn chân chính trọng sinh, không còn chỉ ở vào hư ảo bên trong. Ta muốn chỉ có điểm này, chẳng lẽ cái này cũng không được. Tống Thư Hàng trong lòng hơi động, hắn nhìn về phía bốn phía cái này, Bích Thủy Các. Hắn biết toàn bộ Bích Thủy Các đều là sở các chủ dùng chân thực huyễn tượng xây dựng ra tới, về sau theo sở các chủ thực lực tăng lên, cái này, Bích Thủy Các biến càng ngày càng chân thực. Đã từng có ít lần, có tu sĩ ngộ nhập Bích Thủy Các, nhận lấy, Bích Thủy Các, đệ tử nhiệt tình tiếp đãi. Tại những cái kia tu sĩ rời đi, Bích Thủy Các, thời điểm, đều không thể phát giác cái này Bích Thủy Các là vật hư ảo. Nghe sở các chủ ngữ khí, nàng con đường trường sinh chỉ sợ cũng cùng cái này khổng lồ, Bích Thủy Các chân thực huyễn tượng, có quan hệ. Ngươi sẽ không ngăn cản ta đi. Sở các chủ đột nhiên xoay đầu lại nhìn về phía Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng cười khổ, nói ta không phải tống đầu gỗ, sở các chủ ngươi nên rất rõ ràng. Tống đầu gỗ vì sao lại khuyên sở các chủ hoãn một chút, không cần bước vào con đường trường sinh, Tống Thư Hàng cũng không thể mà biết. Trong đó có lẽ có cái gì trọng yếu lý do. Hắn ngàn dặm xa xôi gửi tới này phong thư, đích thật là lo lắng sở các chủ, cho nên sớm để tỉnh một câu. Cho nên, ngươi sẽ không ngăn cản ta, đúng không? Sở các chủ lần nữa nói. Tống Thư Hàng cau mày, kết hợp hiện trạng suy tư thật lâu, sau đó hắn nghiêm túc trả lời, bất quá, nếu như có thể mà nói, ta cũng muốn để sở các chủ thoáng hoãn một chút. Ta trước khi đến tự cùng ngươi nhắc qua, đương kim phía ngoài, thiên, phải đổi. Đang thay đổi thiên cái này dung chuyển thời kỳ. Trường sinh giả tị thế, cửu phẩm kiếp tiên cũng nhận tác động đến. Sở các chủ ngươi không ngại thoáng đợi thêm một đoạn thời gian, ít nhất chờ đoạn này, dung chuyển thời kỳ, sau khi kết thúc lại nói. Sở các chủ, cho nên, ngươi cũng nói muốn hoãn một chút. Vậy ngươi nói cho ta biết, ta muốn chậm tới khi nào? Ta chỉ là kết hợp hiện tại phía ngoài hiện trạng đến trả lời các chủ vấn đề của ngươi, mặt khác theo ta biết một vị tiền bối nhắc qua, lần này, biến thiên, kéo dài thời gian sẽ không quá dài. Cho nên, sở các chủ ngươi không ngại chờ một chút. Tống Thư Hàng giải thích nói. Ta không biết mình còn có thể hay không chờ đợi thêm nữa, ta mỗi một ngày đều muốn đem lá thư này thượng nội dung cho quên rơi. Sở các chủ duỗi lưng một cái, đột nhiên nói sang chuyện khác, đi thôi, ta mang ngươi đến thời gian thành đi. Không có ta dẫn đường, ngươi muốn đi vào cũng không dễ dàng. Tống Thư Hàng quay đầu ngắm nhìn đi xa, tán đạo nhân, có phải hay không là bởi vì sở các chủ vô ý thức muốn đem, tin, thượng nội dung quên, cho nên, mới đưa đến tán đạo nhân xuất hiện dễ quên thuộc tính. Không ngừng quên, không muốn nhớ lại nội dung trong thư. Nơi xa, tán đạo nhân nhặt lên bị vò thành cầu viên giấy, hắn một mặt mê võng chi sắc. Bất quá một lát sau, hắn bình tĩnh nâng lên bản thân dù che mưa, thảnh thơi hướng bản thân trúc lâu vị trí bước đi. Thời gian trên thành tầng. Sở Sở lặng lẽ rời đi Lý Âm Trúc chỗ gian phòng, ra ngoài lặng lẽ xoa xoa nước mũi. Lạnh quá, lạnh đến thực chất bên trong, coi như nàng tự thượng phủ thêm thật dày áo ra, vẫn là bị đông run lẩy bẩy. Lần trước Diệp Tư trở về lúc, mang về, Bắc Phương Đại Đế, lưu cho Lý Âm Trúc chữa trị lạnh chứng một thiên phụ trợ công pháp. Ngày đó phụ trợ công pháp danh tự, Đại Đế cũng không để lại. Bất quá Đại Đế xuất phẩm, tất trúc tinh phẩm. Tại băng phách đan luyện thành trước đó, Lý Âm Trúc trước lợi dụng thời gian rảnh nhàn rỗi ở giữa, đem bản này phụ trợ công pháp tu luyện nhập môn. Đến lúc đó vận chuyển bản này phụ trợ công pháp, phối hợp băng phách đan, liền có thể đưa nàng thể nội lạnh chứng triệt để chữa trị. Nàng tại tu luyện bản này phụ trợ công pháp lúc, thể nội hàn khí lại bị hóa giải, trở thành nàng bản mệnh chân nguyên một bộ phận. Bất quá tại tu luyện quá trình bên trong, thân thể nàng lại phát ra lấy đại lượng hàn ý. Lạnh muốn chết. Mà lại loại này hàn ý còn không nhìn tu sĩ thể chất. Sở Sở mỗi lần đang chiếu cố Lý Âm Trúc phía sau đều sẽ đông lạnh đến trở nên cứng. Nha, Sở Sở cô nương, đã lâu không gặp. Lúc này, một cái thanh âm quen thuộc tại Sở Sở vang lên bên tai. Sở Sở ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy được quen thuộc Tống Thư Hàng tiên sinh. Một chút thời gian không thấy, Thư Hàng tiên sinh tựa hồ vừa dài cao không ít. Thực lực tựa hồ cũng tăng lên không ít. Chờ đã. Loại cảm giác này là chuyện gì xảy ra? Nàng phát hiện mình đang ngó chừng Tống Thư Hàng lúc, cảm giác từ đối phương trên người truyền đến một loại uy nghiêm cảm giác. Đồng thời,
nàng không tự chủ được kêu gọi ra một cái tên, bá. Bá, Tống, Huyền Thánh. Sở các chủ, phốc ba ba Tống là cái quỷ gì? Tống Thư Hàng. Huyền Thánh, Thư Hàng tiên sinh ngài tấn thăng Huyền Thánh rồi. Sở Sở nuốt ngụm nước miếng, trừng to mắt. Mặc dù nói nàng và Lý Âm Trúc ngây ngô thời gian trên ánh sáng phương, là một cái thời gian trôi qua giảm bớt đặc thù bí cảnh. Trong này vượt qua một ngày lúc, ngoại giới đã qua 12 ngày. Mặc dù không có trên trời vừa mới nhật, trên mặt đất đã ngàn năm khoa trương như vậy. Bất quá bí cảnh bên trong một cái nguyệt, ngoại giới cũng có một năm lâu. Nhưng các nàng tại bí cảnh bên trong vượt qua thời gian cũng không dài a. Nàng phải nhớ rõ Thanh Sở Sở, lúc trước cùng Tống Thư Hàng tách rời lúc, Tống Thư Hàng vẫn chỉ là nhị phẩm cảnh giới đi. Nhớ kỹ, hắn vẫn là thay thế mình tham gia Sở gia cùng Hư Kiếm phái, đoạn tiên đài, cuộc chiến lúc, đột phá tân cấp. Làm sao chỉ chớp mắt, Tống Thư Hàng liền thành bát phẩm huyền thánh rồi. Ta nhất định là gia nhập một cái giả thời gian bí cảnh, nói không chừng ta tại cái này bí cảnh bên trong một ngày, ngoại giới đã qua ngàn năm. Còn không có đâu, ta cái này huyền thánh thân phận có vấn đề. Tống Thư Hàng đáp, Sở Sở, chẳng lẽ huyền thánh cũng có thể là giả? Bất quá nghe được Tống Thư Hàng sau khi giải thích, nàng mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Dù sao, lập tức từ nhị phẩm trực tiếp nhảy đến bát phẩm huyền thánh, cũng quá khoa trương. Cái kia bá Tống, ách, Tống đạo hữu thực lực bây giờ đến cảnh giới gì? Sở Sở hiếu kỳ hỏi. Tống Thư Hàng, trước mấy ngày vừa tấn cấp tứ phẩm, sau đó ngưng tụ một cây tiên cốt, còn tại cố gắng ngưng tụ càng nhiều tiên cốt quá trình bên trong. Tứ phẩm, Sở Sở trừng to mắt, nếu như ta nhớ không lầm, lần trước chúng ta tách ra lúc, người vẫn là nhị phẩm cảnh giới, không sai à. Là nhị phẩm, Tống Thư Hàng đạo. Sở Sở, cái kia, bá Tống đạo hữu người ở bên ngoài tu luyện bao lâu? Từ gặp mặt lên, Sở Sở đối Tống Thư Hàng xưng hô đã đổi mấy cái. Hừm, tính toán thời gian, sắp tiếp cận 2 tháng đi. Tống Thư Hàng đạo. Sở Sở. Mã chứng, chúng ta chơi là cùng một cái tu chân trò chơi sao? Chúng ta thăng cấp cần có điểm kinh nghiệm thật sao? Bá Tống tiền bối, lần sau mang ta thăng cấp mang ta bay a. Tiểu Âm Trúc có khỏe không? Tống Thư Hàng hỏi. Sở Sở, Âm Trúc tiểu thư từ bắt đầu tu luyện ngày đó phụ trợ công pháp phía sau tình trạng cơ thể càng ngày càng tốt. Chính là trên người hàn ý càng ngày càng nặng. Vất vả ngươi, nàng còn tại tu luyện sao? Tống Thư Hàng đạo. Sở Sở nhẹ gật đầu. Tống Thư Hàng thận trọng đẩy cửa phòng ra, chỉ thấy cả phòng bên trong tràn đầy hàn khí, liền cùng tiến vào hơi lạnh kho đồng dạng. Coi như lấy hắn tứ phẩm cảnh giới, cũng nhịn không được run lên. Cái này hàn ý thật bá đạo. Tại Tống Thư Hàng đẩy cửa vào trong nháy mắt, Lý Âm Trúc mở mắt. Nàng thật dài ngân sắc lông mi thượng ngưng tụ băng xương, theo nàng chớp mắt động tác, băng xương rơi xuống. Sau đó, nàng cặp kia đồng dạng con mắt màu bạc nhìn về phía Tống Thư Hàng, trong hai mắt lập tức lộ ra vui vẻ thần sắc. Nàng thân thể nho nhỏ từ trên giường trượt xuống, lung la lung lay hướng Tống Thư Hàng chạy tới, nhào vào trong ngực hắn. Tống Thư Hàng thân thể rất tự nhiên tiếp được Lý Âm Trúc, cưng chiều sờ lên đầu của nàng những động tác này, hắn làm được lúc phảng phất đi qua thiên truy bách luyện, thuần thục đáng sợ. Đây nhất định là năm đó nhập mộng, Lý Thiên Tố đạo trưởng, nhân sinh lúc, mang tới một số thói quen sinh hoạt, Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. À, Âm Trúc có phải hay không lại co nhỏ lại một chút? Tống Thư Hàng ôm lấy Lý Âm Trúc, hiếu kỳ hỏi. Là bá Tống tiên sinh chính người cao lớn đi. Sở Sở đứng ở Tống Thư Hàng bên người, khoa tay xuống. Tống Thư Hàng lắc đầu, mặc dù ta vừa dài cao chút, nhưng Âm Trúc thể tích khẳng định lại rút lại. Trước kia Âm Trúc nhìn qua có 4-5 tuổi hài tử cỡ như vậy. Hiện tại, nàng nhìn qua phảng phất như là 3 tuổi tiểu hài đồng dạng. Lý Âm Trúc tò mò nhìn bản thân tay nhỏ, chính nàng cũng không có quá lớn cảm giác. Được rồi, không có quan hệ. Chỉ cần đem lạnh chứng chữa trị phía sau Âm Trúc người cũng có thể lại bắt đầu lại từ đầu chậm rãi lớn lên. Sau đó một ngày nào đó, người cũng có thể lớn thành một cái đại cô nương. Tống Thư Hàng lộ ra nụ cười sán lạn. Hắn đưa tay đem quy tiền bối luyện chế, băng phách đan, lấy ra, đưa cho Lý Âm Trúc. Đây chính là băng phách đan, hết thảy 3 cái, người từng nhóm ăn vào, phối hợp phụ trợ công pháp, tranh thủ đưa người thể nội lạnh chứng giải quyết triệt để. Tống Thư Hàng đạo. Lý Âm Trúc nho nhỏ nhẹ gật đầu, ăn về sau, ta hội dần dần lớn lên sao? Khẳng định, Tống Thư Hàng đạo. Lý Âm Trúc, về sau hội trưởng đến Sở Sở lớn như vậy sao? Nhất định, Tống Thư Hàng trả lời.
Trước kia hắn thì có sở cảm ứng, Lý Âm Trúc thân thể đang thu nhỏ lại phía sau tựa hồ phương thức tư duy cũng sẽ nhận ảnh hưởng, tại một số phương diện ấu hóa. Lý Âm Trúc, Nàng tiếp nhận băng phách đan, lại chạy chậm đến giường của mình bờ. Nàng hiện tại thân thể chỉ so với giường cao một chút điểm, nàng rất vất vả nắm lấy mép giường, một đầu bắp chân trước cố gắng cưỡi trên đi, sau đó thân thể khẽ đảo lăn, lăn lên giường. Án lấy Tống Thư Hàng phân phó, nàng một thanh nuốt vào một cái băng phách đan, lại bắt đầu vận chuyển phụ trợ công pháp. To lớn hàn ý từ trong cơ thể nàng tuôn ra, nhưng lần này hàn ý ngưng tụ không tan, đang tuôn ra thời điểm, lại sẽ bị hít vào trở về, hóa thành Lý Âm Trúc bản mệnh chân nguyên. Chờ lạnh chứng khôi phục phía sau Lý Âm Trúc cũng có thể khôi phục, sau đó bắt đầu từ từ lớn lên. Tống Thư Hàng vui mừng nói. Nghĩ tới đây lúc, đột nhiên trong đầu hắn hiển hiện qua một cái hình ảnh. Ở một tòa trong giáo đường, một cái trường cùng hắn giống nhau đến mấy phần mỹ thiếu nữ thân mang áo cưới, bị hắn dìu lấy, mặt mỉm cười đi ở trên thảm đỏ. Giáo đường chi môn mở ra, có một cái anh tuấn tuổi trẻ nam tử chạm mặt tới, ánh mắt nhu tình như nước nhìn về phía thân mang áo cưới mỹ thiếu nữ. Ngọa thảo, người trẻ tuổi ngươi là ai a? Tới đây cho ta, nhìn ta không đánh cứt ngươi. Chương 1217, Bích Thủy Các chi biến. Màn này tại trong đầu hắn chợt lóe lên, chỉ có một cái đoạn ngắn. Tống Thư Hàng nhẹ nhàng vuốt vuốt bản thân huyệt thái dương. Vừa rồi hình ảnh kia, giống như thật như thế, nhưng nội dung quá mức kỳ hoa. Dìu lấy nữ nhi của mình, nhìn nàng lấy chồng là cái gì thần triển khai. Mà lại thân là tu sĩ, vì cái gì nữ nhi của hắn hôn lễ lại ở trong giáo đường cử hành. Phong cách vẽ đều không đối có được hay không? Chẳng lẽ là nhìn thấy Lý Âm Trúc về sau, trong bất chi bất giác khơi gợi lên, nhập mộng Lý Thiên Tố đạo trưởng, lúc hồi ức, sau đó những này nhớ lại tại trong đầu của ta cuối cùng qua một loạt phản ứng hóa học cái gì, cuối cùng sinh ra ta nhìn nữ nhi lấy chồng hình ảnh. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Không đúng, phản ứng hóa học cái giám A, Lý Thiên Tố đạo trưởng trong trí nhớ cũng chưa từng có, nữ nhi lấy chồng, loại này nội dung cùng thiết lập có được hay không? Lý Âm Trúc từ nhỏ đã thụ hàn bệnh làm phức tạp, Lý Thiên Tố đạo trưởng tất cả tinh lực đều dùng tại giải quyết nữ nhi lạnh bệnh bên trên, làm sao có thời giờ đi cân nhắc cái khác? Chẳng lẽ chỉ là bản thân trong nháy mắt rất thật vọng tưởng? Lại hoặc là mình biến mất nào đó đoạn ký ức? Lúc này... Sở các chủ ngắm nhìn Tống Thư Hàng, ngươi thế nào? Ngươi vừa rồi tâm thần có chút không tập trung, không phải là nhận Diệp Tư ảnh hưởng tới a? Tống Thư Hàng, thụ Diệp Tư ảnh hưởng. Diệp Tư tại độ tâm ma kiếp, ngươi cùng nàng ở giữa có linh quỷ khế ước, giữa các ngươi tâm linh tương thông, giác quan tương thông. Nói không chừng ngươi cũng sẽ nhận tâm ma ảnh hưởng. Sở các chủ đạo. Tống Thư Hàng bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, cho nên ta vừa rồi nhìn thấy, là tâm ma ảnh hưởng. Thật sự chịu ảnh hưởng rồi. Ngươi thấy được cái gì? Sở các chủ hỏi. Tống Thư Hàng, ta thấy được một cái hình ảnh, địa điểm là một chỗ giáo đường. Trong hình ảnh có một cái cùng ta có hai điểm tương tự thiếu nữ, phải là của ta nữ nhi. Ta chính dìu lấy nàng, nàng xuất giá. Sở các chủ, ta cảm thấy người bình thường sẽ không xuất hiện loại này tâm ma. Cũng đúng, Tống Thư Hàng cười khan tiếng. Bất quá, cũng có thể là Diệp Tư tại độ tâm ma lúc. Nhìn đến nàng cùng ngươi tương lai. Sở các chủ duỗi ra ngón tay, nắm vuốt bản thân trơn bóng cái cằm, suy đoán nói. Nếu thật là dạng này cũng quá tốt, điều này đại biểu lấy, Bích Thủy Các hủy diệt, không còn là Diệp Tư tâm ma. Cứ như vậy, Diệp Tư vượt qua tâm ma kiếp liền có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Chính nàng liền trải qua, Bích Thủy Các hủy diệt, tâm ma, biết muốn vượt qua một kiếp này là bực nào khó khăn. Tống Thư Hàng, nếu như mới vừa rồi là thụ Diệp Tư tâm ma ảnh hưởng lời nói, chẳng lẽ Diệp Tư sâu trong tâm linh, muốn sinh một đứa con gái? Đừng suy nghĩ nhiều, người cùng Diệp Tư ở giữa cái gì đều không sinh ra tới. Sở các chủ đạo, Tống Thư Hàng khóe miệng co giật. Có lẽ, đây mới là nàng tâm ma chân chính nội dung. Bởi vì thể chất nguyên nhân, nàng không thể là vì ngươi sinh hạ hài tử. Nếu như nàng rất để ý điểm này, liền sẽ trở thành tâm hồn lỗ thủng. Để tâm ma có cơ hội để lợi dụng được. Sở các chủ thở dài. Tống Thư Hàng vuốt vuốt lông mày. Sở các chủ giải thích hợp tình hợp lý, nhưng hắn luôn cảm giác có chỗ nào không thích hợp. Đúng rồi, ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào ngươi cùng Diệp Tư quan hệ trong đó? Sở các chủ lại hiếu kỳ hỏi, ngươi cùng nàng ở giữa quan hệ hiện tại đạt tới trình độ gì rồi? Tống Thư Hàng nói, ta cùng Diệp Tư ở giữa, còn chưa kịp tới chính thức xác định đạo lữ quan hệ, nàng liền thành ta linh quỷ.
biến hóa tới quá nhanh quá đột ngột. Sách, đây chính là phiền toái nhất tình huống. Sở các chủ nói, trở thành ngươi linh quỷ phía sau Diệp Tư cùng ngươi tâm ý tương thông, giác quan tương thông. Nếu như nàng trở thành ngươi linh quỷ trước đó, giữa các ngươi đã xác định rõ quan hệ, có một số việc cũng có thể chậm rãi thích ứng. Mà không xác định rõ quan hệ nàng liền thành ngươi linh quỷ, hiện tại nàng chính là ngươi, ngươi chính là nàng. Ngươi muốn tiếp tục cùng nàng nói yêu thương lời nói, liền phảng phất đang đối mặt bản thân yêu đương đồng dạng. Ha ha! Tống Thư Hàng! Cùng mình yêu đương! Nghe vào luôn cảm giác là lạ. Bất quá, Diệp Tư cùng phổ thông linh quỷ lại khác biệt. Bình thường linh quỷ chính là chủ nhân một bộ phận, có thể nói là chủ nhân thân thể kéo dài. Diệp Tư có được linh quỷ tất cả công năng, nhưng nàng có độc lập nhân cách, tu vi cảnh giới cũng không nhận Tống Thư Hàng bản thể hạn chế. Kỳ thật, tu sĩ giới yêu bản thân linh quỷ người cũng là có, quang ta biết thì có mấy ví dụ. Ngươi không cần lo lắng sẽ trở thành cùng linh quỷ yêu đương đệ nhất nhân. Sở các chủ an ủi. Tống Thư Hàng, cái gì? Chính tình huống dưới, cùng linh quỷ ký kết khế ước phía sau linh quỷ bộ dáng liền sẽ hướng chủ nhân diễn biến. Tỷ như Tống Thư Hàng số một linh quỷ, tại ký kết khế ước sau một thời gian ngắn, tách ra đến chính là một cái khác Tống Thư Hàng. Yêu linh quỷ, đây không phải là yêu bản thân rồi. Hừm, tại trong ấn tượng của ta, đã từng rất nổi danh nam tinh vực đấu la phái bên trong một vị tiên tử, liền yêu bản thân linh quỷ, đồng thời làm mình và linh quỷ ở giữa hôn lễ. Bởi vì ta đã từng đi ngang qua, đối việc này ấn tượng đặc biệt khắc sâu. Nói thật, hai vị giống nhau như đúc tiên tử, cử hành hôn lễ, hình ảnh nhìn qua còn rất vui mừng mắt. Sở các chủ trả lời. Tống Thư Hàng, đây là thật tự luyến đúng không? Kế đấu la phái cái vị kia tiên tử không lâu về sau, một cái khác tinh vực hóa ma tông có một vị ma quân, cũng cử hành cùng mình linh quỷ ở giữa hôn lễ. Nghe nói vị này ma quân tu vi cực cao, trường cũng soái, thuộc về loại kia tà mị hình xuất khí. Kỳ thật ta đến nay còn không thể nào hiểu được, tà mị soái là bộ dáng gì. Dù sao vị này ma quân cùng mình linh quỷ hôn lễ cũng đưa tới oanh động cực lớn, còn có rất nhiều tiên tử vì hắn dâng lên chúc phúc. Sở các chủ tiếp tục nói. Tống Thư Hàng. Cho nên, coi như người thật cùng Diệp Tư ở giữa tình cảm tiếp tục ấm lên, cũng không thành vấn đề. Chỉ cần thích ứng, có lẽ sẽ cảm giác rất kích thích cũng không nhất định. Sở các chủ đạo. Sở tiền bối ngài không nên nói nữa đi xuống. Bá Tống đạo hữu, cùng mình linh quỷ kết hôn, có thể hay không giống trên internet loại kia, cùng mình tay trái kết hôn, còn có cùng búp bê bơm hơi kết hôn, không sai biệt lắm. Lúc này, một bên Sở Sở lên tiếng nói. Nàng từ Tống Thư Hàng cùng Sở các chủ trong lúc nói chuyện với nhau nghe được rất nhiều tình báo. Tỷ như vị kia Diệp Tư sư tỷ lại là linh quỷ, hơn nữa còn cùng Tống Thư Hàng kết thành khế ước. Tống Thư Hàng vô ý thức nói, tính chất hoàn toàn khác biệt đi. Linh quỷ chính là tu sĩ thân thể kéo dài, chẳng khác gì là tu sĩ cánh tay phải cánh tay trái. Cho nên, cùng linh quỷ kết hôn chẳng khác nào cùng mình tay trái kết hôn, không có mau bệnh. Sở Sở phân tích nói. Sở các chủ, Sở Sở cô nương phân tích rất đúng, bất quá tình huống của ngươi cùng phổ thông tu sĩ khác biệt. Chờ Diệp Tư từ tâm ma bên trong khôi phục phía sau ngươi tốt nhất vẫn là cùng nàng hảo hảo nói một chút tương đối tốt. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, ta cũng là nghĩ như vậy. Có một số việc thực nhìn như rất phức tạp, nhưng chỉ cần hai người tọa hạ tốt 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 nói một chút, tổng là có thể tìm tới biện pháp giải quyết. Lúc này, Sở các chủ lại đánh người ngáp, ta buồn ngủ, ta đi trước tìm một chỗ ngủ một hồi. Các ngươi tiếp tục lấy nhìn Lý Âm Trúc, nếu có vấn đề liền liên hệ ta. Không có vấn đề, tạ ơn Sở các chủ, Tống Thư Hàng đạo. Sở các chủ phất phất tay, trực tiếp mở ra không gian chi môn, biến mất không thấy gì nữa. Tống Thư Hàng cùng Sở Sở lưu lại, chiếu khán Lý Âm Trúc. Tại Sở các chủ sau khi rời đi, Sở Sở không kịp chờ đợi hỏi, Bá Tống đạo trưởng, người tại tấn cấp phương diện có cái gì đặc thù khiếu môn sao? Tống Thư Hàng, khiếu môn, con đường tu luyện bên trên, không có đường tắt. Sở Sở dùng hết lực khí toàn thân nhìn chằm chằm Tống Thư Hàng. Bất quá, trong quá trình tu luyện, vận khí tốt tổng là có thể gặp được một số kỳ ngộ. Tống Thư Hàng đạo. Sở Sở, tỷ như, ngươi trên đường đi tới thời điểm, đột nhiên có một vị tóc trắng lão gia tử kéo lấy ngươi, muốn truyền thụ cho ngươi mấy chục năm công lực. Tống Thư Hàng đạo. Bá Tống đạo trưởng ngươi kịch truyền hình đã thấy nhiều đi. Sở Sở khóe miệng co giật. Sở Sở vậy mà chưa từng nghe qua truyền công cuồng đại danh. Tống Thư Hàng cẩn thận nhớ lại một chút, ân,
Sở Sở hoàn toàn chính xác chưa từng nghe qua phương diện này tình báo. Hắn đã từng nhập mộng qua Sở Sở nhân sinh, cơ hồ từ Sở Sở lúc còn nhỏ bắt đầu, một mực nhập mộng đến Sở Sở bị trong ngực ôm muội sát mới thôi. Tống Thư Hàng lắc đầu, cao thâm khó lường nói, tu chân giới có một vị gọi Thiên Nhai Tử, đạo trưởng, lục phẩm chân quân cảnh giới. Nếu như người tương lai có thể gặp được hắn, nói không chừng có thể từ cái kia đạt được hơn mấy chục năm công lực. Tự mình kinh lịch. Sở Sở trừng to mắt, nàng có thể cảm giác được, Tống Thư Hàng không có hù nàng, là chuyện thật. Mặt khác, nếu như người có thể may mắn nhặt được lục, thất, bát phẩm chân cá sấu, cá voi nhục thân loại hình đồ vật, có thể mang tới tìm ta. Ta vì ngươi giới thiệu tu chân giới bây giờ thứ nhất tiên chủ, biệt tuyết tiên cơ, nàng có thể xuất thủ vì ngươi xử lý những này nguyên liệu nấu ăn, một bữa xuống dưới, đẳng cấp cảnh giới liền có thể bắt đầu đua xe. Tống Thư Hàng đạo, lục, thất, bát phẩm chân cá sấu cùng cá voi thân ta muốn từ chỗ nào tìm a? Loại tồn tại này, ta liền còn sống đều không gặp qua, chớ nói chi là vừa vặn nhặt được thân thể của bọn nó. Sở Sở khóe miệng co giật. Tống Thư Hàng, cho nên mới nói là kỳ ngộ. Bá Tống đạo trưởng ngươi nhặt được qua, Sở Sở hỏi ngược lại. Hương, hương vị có thể bổng, hồi tưởng lại còn đầy miệng nước bọt. Tống Thư Hàng đạo, Sở Sở, còn có thể hay không vui sướng trao đổi. Tốt a, không ra nói giỡn, chúng ta nghiêm chỉnh mà nói. Tống Thư Hàng chân thành nói, trên thực tế, Sở Sở ngươi nên thiếu khuyết một cái sư phụ đến chỉ điểm ngươi. Ngươi về mặt tu luyện thiên phú rất xuất sắc, mà lại ngươi tu luyện công pháp cũng không kém. Nếu có một cái sư phụ tại tu luyện phương diện chỉ điểm ngươi, ngươi cảnh giới tăng lên nên có thể tăng tốc rất nhiều. Sở Sở công pháp được từ Lý Thiên Tố đạo trưởng lưu lại bức tranh truyền thừa, là một môn trực chỉ ngũ phẩm linh hoàng cảnh giới kiếm đạo công pháp. Nếu như nàng tu luyện trên đường có người có thể nhắc nhở một chút nàng, cung cấp một số tài nguyên, nàng tốc độ tu luyện liền có thể tăng lên rất nhiều. Ngươi muốn nhận ta làm đồ đệ? Sở Sở vô ý thức hỏi. Tống Thư Hàng thở dài, ta không có kiếm thuật thiên phú. Sở Sở cũng thở dài, nói tu chân giới, muốn bái sư cũng không dễ dàng. Các đại môn phái đều ưa thích từ nhỏ bắt đầu bồi dưỡng mình đệ tử, lấy cam đoan tự thân truyền thừa. Sở Sở loại này tu chân tiểu thế gia, kỳ thật cũng gần so với tán tu tốt hơn một chút nhỏ. Tống Thư Hàng nghĩ nghĩ, nếu như ngươi muốn, ta có thể cho ngươi tiến cử lên, để ngươi gia nhập môn phái. Sở Sở nhân phẩm, hắn tin qua, bởi vì nhập mộng nguyên nhân, hắn khả năng so Sở Sở mụ mụ còn muốn hiểu rõ hơn nàng. Lại thêm Sở Sở gần nhất một mực hỗ trợ chiếu cố Lý Âm Trúc. Cho nên, nếu như nàng thật sự muốn gia nhập cái nào đó môn phái lời nói, Tống Thư Hàng có thể vì nàng tiến cử lên. Có hắn làm người bảo đảm, để Sở Sở gia nhập Cửu Châu Nhất Hào Quần, bên trong mấy vị cùng Thư Hàng quan hệ tương đối tốt tiền bối môn phái, cũng không thành vấn đề. Môn phái nào? Sở Sở mừng rỡ hỏi. Để cho ta ngẫm lại, ta nhớ được trong quần các tiền bối có mấy cái tại tu chân giới cũng rất sâu môn phái. Tỷ như, Thiên Nhai Vân Du Tự, Đấu Chiến Phật Tông. Hắn trước tiên nhớ tới chính là Tiểu Hòa Thượng Quả Quả môn phái, cùng Tạo Hóa Pháp Vương môn phái. Sở Sở, đây là Phật môn a? Khục, đạo môn cũng có. Ta nhớ được có Cổ Hồ Quan, còn có Lệ Chi Tiên Tử môn phái, bất quá nàng môn phái đến cùng là cái gì ta còn không có nhớ kỹ. Cái khác còn có Huyền Nữ môn đi, Vân Tước Tử tiền bối chính là cái này môn phái. Ngoài ra còn có cái Đại La giáo, Vũ Nguyệt Chân Quân chính là cái này giáo phái. Bất quá ta cùng Vũ Nguyệt Chân Quân không quá quen. Đúng, ngươi đối ma môn có thành kiến sao? Tống Thư Hàng hỏi. Sở Sở, ma môn đồng dạng không thu tán nhân. Thật sao? Đông Phương Lục Tiên Tử nghe nói là ma môn đại nhân vật, nàng và ta ngược lại thật ra rất quen. Tống Thư Hàng nói, phía trên những môn phái kia, ngươi cũng có thể suy tính một chút. Đúng, kém chút quên đi, nếu như ngươi đối nho gia có hứng thú, ta cũng có thể giới thiệu ngươi đến nho gia bồi dưỡng. Qua chút thời gian vừa vặn muốn đi một chuyến nho gia, có thể mang ngươi tới xem trước một chút. Sở Sở cô nương rơi vào trầm tư bên trong. Một lúc lâu sau, nàng đột nhiên lần nữa nhìn qua Tống Thư Hàng, bá Tống tiên sinh, ngươi thật sự không thu đệ tử sao? Kiếm pháp phương diện ta có thể tự nghĩ biện pháp. Ngươi nghiêm túc, Tống Thư Hàng nói, ngươi phải biết, ta thời gian tu luyện ngắn ngủi, chỉ điểm người khác tu luyện loại chuyện này, ta cơ hồ không có cái gì kinh nghiệm. Mặt khác, ngươi biết ta tu luyện công pháp sao? Không đợi Sở Sở hồi phục, Tống Thư Hàng nói, ta tu luyện là tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công bên trong cự kình thiên. Sở Sở lập tức sắc mặt trắng nhợt.
nàng nhớ tới cái nào đó gọi kình bát to con, tên kia am hiểu một chiêu, tất sát, bách sa trưởng. Cùng, trong ngực ôm muội sát, nàng lại theo bản năng cúi đầu ngắm nhìn lồng ngực của mình. Bái sư sự, người đừng vội lấy hạ quyết định, qua chút thời gian, ta sẽ dẫn người đi nho ra, Lệ Chi tiên tử môn phái cùng Cổ Hồ Quan đều đi một chút, cho người đi nhìn một chút mấy môn phái này, mới quyết định. Tống Thư Hàng đạo, nho ra Hằng Hỏa chân quân vừa vặn mời hắn có rảnh đi một chuyến. Lệ Chi tiên tử môn phái, hắn muốn dành thời gian đem thi đưa trở về. Cổ Hồ Quan, đến lúc đó tham gia đậu đậu hôn lễ có thể tiện đường đi một chuyến. Tạ ơn, Sở Sở đạo. Không cần khách khí, ngươi trợ giúp ta chiếu cố Âm Trúc, ta giúp ngươi cũng là nên. Tống Thư Hàng cười nói. Có nỗ lực thì có hồi báo. Lý Âm Trúc còn tại vận chuyển phụ trợ công pháp, phối hợp băng phách đan hóa giải hóa bên trong lạnh chứng. Sở Sở một tay chống cằm, đang trầm tư lấy. Tống Thư Hàng đem ý thức chìm vào hạch tâm thế giới, chuẩn bị cùng Quy Thiền Bối tâm sự liên quan tới Tống Đầu Gỗ sự. Quy Thiền Bối luyện xong băng phách đan phía sau liền ghé vào đan lô bên cạnh chữa trị. Tống Thư Hàng đang chuẩn bị cùng hắn tâm sự. Lúc này, hắn đột nhiên tâm thần chấn động. Ý thức của hắn lập tức từ hạch tâm thế giới rời khỏi, ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Bích Thủy Các, đang phát sinh biến hóa. Loại cảm giác này, không phải là Sở các chủ muốn bước ra con đường trường sinh đi. Tống Thư Hàng trong lòng có loại không ổn cảm giác. Chương 1218. Rất đẹp trai thánh viên long lực thần công. Sở các chủ không phải không lý trí người. Tống Thư Hàng ám đạo. Mà lại, hắn đã cùng Sở các chủ giảng vô cùng rõ ràng. Hiện tại ngoại giới thiên đạo có biến, thiên đạo sắp thay đổi. Lúc này nếu như bước ra bản thân con đường trường sinh, liền sẽ bị cuốn vào lần này thiên đạo biến hóa dung chuyển bên trong, rất không có lời. Sở các chủ không đến nổi ngay cả điểm này thời gian cũng chờ không dậy nổi. Sở Sở, người chiếu khán Âm Trúc. Ta đi ra xem một chút. Tống Thư Hàng đạo. Được, Sở Sở đáp, liền nàng đều cảm ứng được ngoại giới Bích Thủy Các đang phát sinh biến hóa. Tống Thư Hàng tế ra vô hình đao cổ, thi triển ngự đao chi thuật, bay tán loạn rời đi. Sở Sở không biết Tống Thư Hàng có vô hình đao cổ, nàng chỉ thấy Tống Thư Hàng chân đạp hư không, vèo một cái liền bay ra ngoài. Lợi hại như vậy, Sở Sở nháy nháy mắt. Đạp không mà đi đó là ngũ phẩm kim đan linh hoàng độc quyền A. Mà Tống Thư Hàng vẫn là tứ phẩm cảnh giới. Mà lại, đạp không mà đi muốn làm ra, đi, động tác. Tống Thư Hàng đây là lơ lửng bay ra ngoài, tư thế cũng không đúng. Thời gian thành thượng tầng không có tầng dưới phức tạp như vậy, Tống Thư Hàng theo ký ức thuận lợi bay ra thời gian thành, bước vào, Bích Thủy Các. Sau đó, hắn liền nhìn thấy, Bích Thủy Các, bầu trời đang vặn vẹo, phảng phất như là một chậu nước bị người quấy. Toàn bộ không gian xoay tròn lấy, bắt đầu hướng một cái điểm đổ sụp. Nhìn qua liền phảng phất tận thế tiến đến. Đổ sụp càng lúc càng lớn, tiếp tục như vậy nữa, toàn bộ Bích Thủy Các đều sẽ bị cuốn vào. Mà lại, không thấy được Sở các chủ thân ảnh. Sở các chủ, Tống Thư Hàng lên tiếng kêu lên. Không có người đáp lại hắn. Phía dưới, những cái kia, Bích Thủy Các, đệ tử hai mắt vô thần, đứng thẳng bất động tại nguyên địa không nhúc nhích. Đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Chính suy tư thời khắc, nơi xa một đạo bung dù thân ảnh nhanh chóng lướt đến, rơi vào Tống Thư Hàng bên người. Đạo hữu ngươi tốt, ta vừa rồi nghe được ngươi đang gọi Sở các chủ, ngươi cũng đang tìm nàng sao? A, à, bá Tống Huyền Thánh, ngài tại sao lại ở chỗ này? Tán đạo nhân kinh ngạc nói. Ngươi biết Sở các chủ ở đâu sao? Tống Thư Hàng không cùng hắn nói nhảm, thẳng vào chủ đề. Đồng thời hắn ngắm nhìn phía dưới những cái kia hai mắt vô thần Bích Thủy các đệ tử, thấy lại mắt tán đạo nhân. Cái này ra hỏa, vì sao còn có thể bình thường hành động? Chẳng lẽ hắn cũng không phải là Sở các chủ dùng chân thực huyễn tượng ngưng tụ ra Bích Thủy các đệ tử? Ta cũng đang tìm nàng, Bích Thủy các đột nhiên phát sinh biến hóa lớn như vậy, phảng phất muốn hủy diệt đồng dạng, ta hoảng cực kỳ, nhưng là ta làm sao cũng không tìm tới nàng. Tán đạo nhân đạo. Người đi Sở các chủ, Vân Trung Các, nhìn qua sao? Tống Thư Hàng hỏi. Tán đạo nhân ta quên chính mình có phải hay không đi tìm Vân Trung Các, nhưng ta tựa hồ cùng người đánh một trận. Tống Thư Hàng thở dài, cái này ra hỏa không cần trông cậy vào, cùng hắn giao lưu tâm mệt mỏi. Ta đi Vân Trung Các nhìn xem, nhất định phải tại Bích Thủy Các, hủy diệt trước, đưa nàng tìm ra. Người lại bốn phía tìm xem, có phát hiện lời nói liền hướng không trung phát cái tín hiệu. Tống Thư Hàng dứt lời, nhanh chóng lướt về phía Sở các chủ chỗ ở.
không có vấn đề, phát tín hiệu ta hội nhớ. Tán đạo nhân lớn tiếng kêu lên. Án lấy ký ức, Tống Thư Hàng rất nhanh cướp đến, Vân Trung Các, hy vọng lần này các cổng phòng ngự trận pháp sẽ không xảy ra vấn đề, hắn thật sự không muốn bị treo ngược lấy xấu hổ treo cờ. Đang lúc hắn chuẩn bị bước vào Vân Trung Các thời điểm, có hai bóng người từ Vân Trung Các cổng bước ra. Là Kim Đồng cùng Ngọc Nữ. Tống Thư Hàng lần thứ nhất đụng tới, Bích Thủy Các lúc, chính là hai tiểu gia hỏa này tại cửa ra vào nghênh đón. Tống Thư Hàng trong Bích Thủy Các khi tỉnh lại, cũng là hai tiểu gia hỏa này mang theo hắn đi gặp Sở Các chủ. Này lúc, hai thằng nhóc đồng dạng hai mắt vô thần, ngăn tại Tống Thư Hàng trước mặt. Bất quá so với cái khác Bích Thủy Các đệ tử, Kim Đồng Ngọc Nữ chí ít còn có thể hành động. Sở Các chủ ở bên trong à? Tống Thư Hàng hỏi. Kim Đồng lắc đầu. Vậy các ngươi biết Sở Các chủ ở đâu? Tống Thư Hàng tiếp tục hỏi. Kim Đồng Ngọc Nữ đều là Sở Các chủ dùng, chân thực huyễn tượng, hiển hóa ra ngoài, các nàng tiếp tục có thể đáp lại, vậy liền đại biểu cho Sở Các chủ còn có thể thu đến tin tức của hắn. Kim Đồng Ngọc Nữ lần này nhưng không có đáp lại. Sở Các chủ có phải hay không đang ngưng tụ bản thân con đường trường sinh? Tống Thư Hàng hỏi. Lần này, lại là Ngọc Nữ lắc đầu. Có ý tứ gì? Liền không thể nói một câu sao? Một mực lắc đầu để cho ta làm sao đoán a? Có thể dẫn ta đi gặp Sở Các chủ sao? Tống Thư Hàng lại nói. Lần này, Kim Đồng Ngọc Nữ hai người cùng nhau lắc đầu. Tống Thư Hàng suy tư một lát, cái kia để cho ta tiến Vân Trung Các, ta muốn vào xem một chút. Kim Đồng Ngọc Nữ lần nữa lắc đầu, vô thần song thần nhìn chằm chằm Tống Thư Hàng, các nàng tại phòng ngự lấy Tống Thư Hàng. Không đúng, các nàng không phải Kim Đồng cùng Ngọc Nữ. Lúc này, Diệp Tư thanh âm tại Tống Thư Hàng trong đầu vang lên. Tống Thư Hàng, Diệp Tư, ngươi vượt qua tâm ma kiếp rồi. Còn không có, chỉ là bởi vì tinh thần của ngươi kịch chấn, ta có cảm ứng. Trước mắt ngươi Kim Đồng Ngọc Nữ có vấn đề, các nàng cùng ta nhận biết trạng thái khác biệt. Ép ra các nàng, trực tiếp thượng tầng cao nhất nhìn xem. Diệp Tư lên tiếng nói. Độ tâm ma kiếp thời điểm, còn có thể đi ra nói chuyện. Chẳng lẽ là bởi vì Diệp Tư là linh quỷ, tâm ma kiếp tương đối không giống bình thường. Bất quá bây giờ không phải muốn nhiều như vậy thời điểm. Ta đã biết, Tống Thư Hàng thân hình lướt lên, trực tiếp xuất thủ tấn công về phía Kim Đồng Ngọc Nữ. Đồng thời, thân hình của hắn mạnh mẽ xông tới Vân Trung Các. Kim Đồng Ngọc Nữ sớm có phòng bị, tại Tống Thư Hàng công tới thời điểm, hai người phân biệt xuất thủ phong tỏa. Kim Đồng đánh ra trường ảnh đầy trời, mỗi một đạo trường ảnh đều phảng phất là như sóng biển, liên miên bất tuyệt. Ngọc Nữ đưa tay điểm hướng Tống Thư Hàng. Tại nàng giữa ngón tay kẹp lấy một thanh tiểu kiếm, trên đó ẩn chứa kiếm ý sắc bén. Là Bích Thủy Các, Phúc Hải Trường, cùng, Trọng Thủy Kiếm, các nàng dùng công pháp vẫn là Bích Thủy Các công pháp. Diệp Tư đạo, Tống Thư Hàng hai tay trực tiếp nghênh đón tiếp lấy, này lúc, thân thể của hắn một mực duy trì lấy cương thủ trạng thái, không thể phá vỡ. Hắn tay trái thi triển kim cương cơ sở quyền pháp tiến giai quyền pháp kim cương phục ma quyền, tay phải nhìn như huy quyền. Kỳ thực nắm vô hình đao cổ, chém ra tật phong đao. Kim cương phục ma quyền pháp triển khai phía sau thuần túy công đức chi quang hiển hiện. Chỉ là công đức chi quang cũng không có ngưng tụ thành xà mỹ nhân bộ dáng, mà là hóa thành một tôn nộ mục kim cương bộ mặt ẩn ẩn cùng Tống Thư Hàng tương tự. Nộ mục kim cương cùng Tống Thư Hàng bảo trì động tác giống nhau, vung ra quyền trái. Trong hư không, phản âm trận trận. Nắm đấm đối đầu Kim Đồng trưởng pháp. Kim Đồng Phúc Hải Trưởng bị một hơi đánh tan, quyền thế dự uy đánh vào Kim Đồng trên người, trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài, đụng vào Vân Trung Các bên trong. Tay phải tật phong đao không cam lòng yếu thế, liền đao ý đều không có ngưng tụ Ngọc Nữ, căn bản ngăn không được Tống Thư Hàng một đao kia, trong tay tiểu kiếm bị xoắn nát, thân hình đồng dạng ngã bay ra ngoài. Tống Thư Hàng không có lãng phí thời gian, ép ra Kim Đồng Ngọc Nữ phía sau hắn trực tiếp đăng nhập Vân Trung Các, thẳng lên tầng cao nhất. Lại có người xông lại, Bích Thủy Các bên trong còn có những người khác. Vân Trung Các trong phòng, một cái toàn thân mọc ra lông trắng nam tử đứng lên, cái này ra hỏa liền cùng đứng yên vượn trắng đồng dạng. Có lẽ là ngoài ý muốn tiến vào Bích Thủy Các khách nhân, trước kia cũng có qua tình huống tương tự. Gian phòng xó xỉnh bên trong, một đoàn đống bùn nhão đồng dạng đồ vật lên tiếng nói. Không đúng, nếu có khách nhân, trước đó cái này ra hỏa giấu ở nơi nào? Toàn bộ Bích Thủy Các đều bị chúng ta người lật khắp, không có khả năng có bỏ sót. Lông trắng nam tử trầm giọng nói. Không quan trọng, chỉ là một cái tứ phẩm cảnh giới tiểu gia hỏa, sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta. Cái kia đống bùn nhão nói khẽ.
ta đi chiếu cố một chút tiểu gia hỏa này. Lông trắng nam tử lộ ra bén nhọn răng nanh. Đống bùn nhão thở dài, chỉ là một cái tứ phẩm cảnh giới tiểu gia hỏa, có cần phải để ý như vậy sao? Ngươi không có chú ý tới sao? Cái này gia hỏa trên người có một cỗ rất đặc biệt hương vị, là chính khí thối thân thiên, hương vị, hắn khẳng định tu luyện nho gia kim cương thân. Đây thật là quá tuyệt vời, vừa vặn để cho ta thử một chút, đồng dạng được xưng là mạnh nhất luyện thể pháp một trong thánh viên long lực thần công cùng, nho gia kim cương thân ở giữa đối kháng chính diện. Mọc ra lông trắng nam tử cười ha ha nói. Lấy ngũ phẩm cảnh giới, đi hiếp đáp một cái tứ phẩm tiểu gia hỏa, có ý tứ sao? Đoàn kia đống bùn nhão đồng dạng đồ vật cười nhạo nói. Đương nhiên là có ý tứ, thánh viên long lực thần công là mạnh nhất. Lông trắng nam tử dứt lời, mở ra gian phòng chi môn về sau, hắn hoạt động gân cốt, đón lấy Tống Thư Hàng. Nho gia kim cương thân versus thánh viên long lực thần công, lần này, thánh viên long lực thần công nhất định sẽ lực áp nho gia kim cương thân. Tống Thư Hàng vốn là dọc theo xoay quanh thang lầu tại hướng lên chạy, chạy một vòng sau. Em đi ZZ, ta biết bay a. Hắn tế lên vô hình đao cổ hướng tầng cao nhất bay thẳng đi. Tới tốt lắm, để cho chúng ta đến chém giết đi, tuổi trẻ tiểu gia hỏa. Một cái mọc da lông trắng nam tử đứng ở đầu bậc thang, đối hắn lớn tiếng kêu lên. Siêu, Tống Thư Hàng nhanh chóng từ bên cạnh hắn lướt qua. Lông trắng nam tử. Hỗn đản, dừng lại cho ta a. Lại là dạng này, nho ra hỗn đản vốn là như vậy không coi ai ra gì. Hôm nay, liền để ta hảo hảo giáo huấn một chút ngươi đi, tiểu tử. Lông trắng nam tử hét lớn một tiếng. Sau một khắc, đỉnh đầu của hắn ngưng tụ ra 10 cái viễn cổ thánh viên hư ảnh. 10 cái viễn cổ thánh viên ngửa mặt lên trời gào thét, tản mát ra viễn cổ, ngang ngược khí tức. Ta thánh viên long lực thần công đã luyện ra 10 cái thánh viên hư ảnh, tại ngũ phẩm cảnh giới ta đã không đâu địch nổi. Chém giết đi, tiểu tử, để cho ta mở mang kiến thức một chút ngươi nho ra kim cương thân đi. Lông trắng nam tử quay người, nhào về phía Tống Thư Hàng. Trên đỉnh đầu hắn ngưng tụ 10 cái thánh viên hư ảnh, đồng dạng hướng phía Tống Thư Hàng làm ra tấn công tư thế. Công pháp này sơ lược soái, ngự đao phi hành Tống Thư Hàng trong đầu hiển hiện một ý nghĩ như vậy. Bất quá hắn không có thời gian cùng lông trắng nam tử dây dưa. Liền sở các chủ vân chung các bên trong đều xuất hiện ngoại nhân, đến cùng chuyện gì xảy ra? Diệp Tư bất an nói. Tống Thư Hàng, tâm của ngươi ma kiếp không có vấn đề sao? Đồng thời, trên người hắn công đức xà mỹ nhân chủ động hiện hình. Cút ngay công đức xà mỹ nhân trong miệng phát ra một cái thanh âm hùng hậu là xích tiêu kiếm đang cấp nàng phối âm. Đồng thời, xà mỹ nhân tay phải cua một đầu dép lê, hung hăng hướng phía nam tử tóc trắng đập tới. Theo sát dép lê về sau, còn có một đầu mọc cánh phì kình triển ép mà tới. Phanh! Lông trắng nam tử bị nện ngã xuống đất, 10 cái thánh viên hư ảnh vỡ nát, còn bị đập một mặt máu. Chương 1219, ta đánh chết cũng sẽ không nói. Vừa rồi đến tột cùng chuyện gì xảy ra, ta bị một cái tứ phẩm tiểu gia hỏa đánh ngã, còn bị đập đầu đầy là máu. Không có khả năng, đã ngưng tụ ra 10 cái viễn cổ thánh viên hư ảnh ta, tại ngũ phẩm cảnh giới cũng là mạnh nhất một nhóm, làm sao có thể bị một cái tứ phẩm tiểu gia hỏa đánh ngã. Lông trắng nam tử không dám tin, hắn trừng to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Tống Thư Hàng. Sau một khắc, một loại cảm giác kỳ quái phun lên trong lòng hắn. Trong lòng của hắn không hiểu liền biết rồi trước mắt vị này, tứ phẩm tiểu gia hỏa, danh tự. Bá, bá Tống, huyền thánh, lông trắng nam tử sọ não trong nháy mắt kịp thời. Không phải cái gì tứ phẩm tiểu tu sĩ, mà là bá Tống huyền thánh, là một vị bát phẩm đại lão. Cho nên nói, che giấu mình tu vi hành vi thực sự quá hèn hạ, giữa người và người liền không thể thành tín một chút sao. Tại biết trước mắt vị này là huyền thánh đại lão phía sau lông trắng nam tử nơi nào còn dám ngăn cản đối phương. Mà lại, hắn coi như muốn ngăn trở cũng có tâm bất lực. Kế đánh mặt dép lê về sau, mọc cánh phì kình triển ở trên người hắn, kém chút đem hắn triển nát. Tống Thư Hàng không có thời gian để ý tới lông trắng nam tử, tiếp tục hướng vân trung các tầng cao nhất bay đi. Bất quá, công đức xà mỹ nhân nhưng không có muốn thả qua lông trắng nam tử ý tứ. Nàng khống chế mọc cánh phì kình. Tại triển áp lông trắng nam tử phía sau lại mở to miệng đem hắn nuốt xuống. Không, không cần, lông trắng nam tử hoảng sợ kêu lên. Hắn muốn thi triển bí pháp bỏ chạy, lúc này, phì kinh miệng mở ra, truyền đến lực hấp dẫn cực lớn, trực tiếp đem hắn nuốt vào. Xích tiêu kiếm. Tiên tử là nuốt đồ vật nuốt nghiện rồi.
Nuốt kiếm biểu diễn đã không cách nào thỏa mãn nàng, tương lai nàng muốn đổi luyện lớn nuốt người sống sao? Cánh phì kình nuốt vào lông trắng nam tử, trở về đến tiên tử bên người. Công đức xà Mỹ Nhân lại tăng thêm tốc độ, trở về đến Tống Thư Hàng sau lưng. Mà Tống Thư Hàng vừa vặn đáp xuống Vân Trung các tầng cao nhất. Nơi này chính là các chủ bình thường nghỉ ngơi địa phương, nhưng bên trong không có khí tức của nàng. Diệp Tư thanh âm vang lên. Vào xem liền biết, Tống Thư Hàng đạo. Công đức xà Mỹ Nhân chủ động tiến lên, đưa tay đẩy cửa phòng ra. Nàng là công đức chi quang, chỉ cần Tống Thư Hàng bất tử nàng coi như bị chém thành mảnh vỡ cũng có thể vô hạn phục sinh. 3. Tại công đức xà Mỹ Nhân đẩy cửa vào trong nháy mắt, một mảng lớn bùn đen hình dáng đổ vật hướng nàng đánh tới, bùn đen trống ra hiện lên hình lưới, muốn đem xà Mỹ Nhân bao phủ. Công đức, đại nhật, công đức xà Mỹ Nhân hai tay vỗ tay, nói khẽ. Trướng mắt công đức chi quang hóa thành một vòng kim sắc mặt trời nhỏ, đón lấy bãi kia bùn đen, vương đạo triển áp. Bùn đen bên trong truyền ra một trận tiếng kêu thảm thiết. Nó thuộc tính vừa lúc bị công đức chi quang khắc chế, bị công đức đại nhật, quang mang chiếu rọi đến phía sau liền như là tuyết dưới ánh mặt trời, thân hình của nó đều hòa tan. Tống Thư Hàng ánh mắt, lướt qua gian phòng, sở các chủ trong phòng, không còn những người khác. Bọn gia hỏa này là lai lịch gì, không cần đem cái này bùn đen giết chết, giữ lại hỏi một chút điểm tình báo đi ra. Tống Thư Hàng đối công đức xà Mỹ Nhân đạo. Nhưng hắn nói vừa mới nói xong, lạch cạch một chút. Đoàn kia bùn đen triệt để hòa tan, lưu lại một đoàn mực nước rơi xuống đất, lại không một tia sinh mệnh khí tức. Chết rồi. Cái này ra hỏa có phải hay không quá giòn một chút, chết thoải mái như vậy. Công đức xà Mỹ Nhân thu hồi công đức đại nhật, nàng nghiêng đầu nhìn qua Tống Thư Hàng. Việc này cũng không nên trách nàng. Tống Thư Hàng thở dài, được rồi, chết thì đã chết, trước đó cái kia lông trắng còn sống không? Chỉ cần lông trắng còn sống. Vậy liền có thể từ lông trắng trong miệng móc ra điểm tình báo hữu dụng đi ra. Công đức xà Mỹ Nhân cúi đầu nhìn về phía mình dưới chân phì kình. Lông trắng đang cá voi trong bụng. Xích tiêu kiếm, hẳn là còn sống, bất quá còn có thể sống bao lâu cũng không biết. Trước đêm hắn phun ra, chỉ tại hắn quải điệu trước, hỏi trước ra chúng ta muốn biết đồ vật. Tống Thư Hàng đạo. Công đức xà Mỹ Nhân một mặt đau lòng. Phì kình mở to miệng, đem lông trắng một lần nữa phun ra. Lông trắng có chút mở to mắt. Sau đó, hắn thấy được hóa thành một bãi mực nước đồng bản, tâm lập tức lạnh một đoạn. Hắn thấy lại hướng bên người. Công đức xà Mỹ Nhân, cánh phì kình chính nhìn chằm chằm canh giữ ở hắn hai bên, bá Tống Huyền Thánh liền đứng ở hắn ngay phía trước. Hắn tâm rốt cục biến thật lạnh thật lạnh. Các ngươi là người nào, tại sao lại xuất hiện ở Bích Thủy Các bên trong? Tống Thư Hàng trầm giọng hỏi, Bích Thủy Các biến hóa, cùng các ngươi có quan hệ gì? Ha ha ha, lông trắng cười khan một tiếng, nguyên lai bá Tống Thánh Quân ngài cái gì cũng không biết. Ha ha, ngài không cần hỏi, ta cái gì cũng không biết nói. Đánh chết đều không nói, Tống Thư Hàng hỏi. Chết cũng sẽ không nói, lông trắng kiên định nói. Tống Thư Hàng, được. Lông trắng, tốt là có ý gì? Thỏa mãn hắn, Tống Thư Hàng đạo. Công đức xà Mỹ Nhân tế lên cái kia kinh khủng dép lê, hướng phía lông trắng vung mạnh tới. Sau một khắc, lông trắng tiếng kêu thảm thiết vang vọng cả phòng. Công đức xà Mỹ Nhân lần này cường độ khống chế rất tốt, xuất thủ cường độ có thể làm cho lông trắng đau chết đi sống lại, nhưng lại sẽ không thật sự đem hắn đánh chết. Lông trắng lăn lộn đầy đất. Bất quá hắn miệng rất cứng, bị đánh nửa ngày, ngoại trừ kêu thảm bên ngoài, nửa điểm tin tức đều không có để lộ ra tới. Cho dù chết, ta cũng sẽ không nói. Lông trắng cắn răng nói. Tống Thư Hàng nhéo nhéo cằm của mình. Làm sao luôn cảm giác bản thân giống như là nhân vật phản diện đồng dạng. Mà lông trắng giống như là thể sống chết bất khuất chính diện nhân vật. Lúc này, Xích Tiêu Kiếm đột nhiên lên tiếng nói, Thư Hàng, người hậu phương. Tống Thư Hàng đột nhiên vừa quay đầu, sau đó nhìn thấy một đoàn nắm đấm lớn bùn đen phá tan cửa sổ, phi độn mà đi. Là đoàn kia bùn đen, cái này ra hỏa nguyên lai còn chưa có chết. Trốn chỗ nào? Tống Thư Hàng tế lên vô hình đao cổ, ngự đao chém về phía bùn đen. Vô hình đao cổ chém trúng đoàn kia bùn đen, đem hắn chảm bạo. Nhưng là, vẩy ra bùn đen hóa thành mấy trăm cái chấm đen nhỏ, hướng phía bốn phương tám hướng chạy trốn giật. Dạng này đều không chết. Có cảm giác hay không cái này ra hỏa trạng thái cùng tình trạng của ngươi bây giờ rất giống, coi như thân thể bị đánh nát thành trăm ngàn phần, cũng sẽ không chết.
xích tiêu kiếm đạo. Tống Thư Hàng. Lông trắng lại thật dài kêu thảm một tiếng, sau đó ngất đi. Công đức xà mỹ nhân ngừng đánh mặt dép lê. Xem ra muốn trực tiếp từ đối phương trong miệng khảo vấn tình báo rất khó, xích tiêu kiếm đạo hữu, người có hay không đọc đến đối phương ký ức thủ đoạn? Tống Thư Hàng hỏi. Ta một thanh thần kiếm, học loại này đọc đến ký ức pháp thuật làm gì? Mà lại, cùng loại dạng này tử sĩ trong đầu bình thường đều sắp đặt ký ức phòng ngự phong ấn, muốn trực tiếp đọc đến ký ức cũng không có dễ dàng như vậy. Xích tiêu kiếm trả lời. Tống Thư Hàng lại đem ý thức chìm vào hạch tâm thế giới. Quy tiền bối, người có cường lực đọc đến nhớ thủ đoạn sao? Tống Thư Hàng hỏi. Đại hải quy, ta chỉ có 100 loại dạy dỗ thủ đoạn, người muốn học sao? Tống Thư Hàng. Lúc này, nếu có thể lên mạng liền tốt. Hắn khe khẽ thở dài. Uy uy Tống Thư Hàng, có ở đó hay không? Một thanh âm tại Tống Thư Hàng não hải vang lên. Không phải Diệp Tư, là Bạch Tiền Bối thanh âm. Bạch Tiền Bối, Tống Thư Hàng hỏi. Bạch Tiền Bối, a, khóa chặt vị trí của ngươi. Ngươi bây giờ lại chạy đến phiền toái gì địa phương, muốn tìm ngươi đều muốn định vị nửa ngày. Tống Thư Hàng, nói thế nào tốt đâu, một cái đặc thù bí cảnh đi. Bạch Tiền Bối tìm ta có việc. Ta nghe nói, ngươi lấy được tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công bản đầy đủ manh mối, hiện tại đã tập hợp đủ cái kia tổ hợp thần khí sao? Bạch Tiền Bối hỏi. Vọng Thiên, Bạch Tiền Bối tình báo tốt linh thông. Tống Thư Hàng, còn không có đâu, vừa mới tìm tới thiên thứ nhất manh mối, tiếp xuống hẳn là còn muốn giải đọc mật mã, đem hắn phiên dịch ra đến, liền có thể đạt được hoàn chỉnh công pháp. Bạch Tiền Bối, làm không tệ, cố gắng. Đến lúc đạt được bản đầy đủ, cho ta ngắm ngắm, chỗ tốt không thể thiếu ngươi. Trước nói như vậy xong, lần sau trò chuyện. Bạch Tiền Bối đối, 33 tổ hợp thần khí, rất có hứng thú, có muốn đem bọn chúng thu tập dục vọng. Bạch Tiền Bối, chờ một chút, Tống Thư Hàng vội vàng nói, ngày cái này có hay không có thể bạo lực phá giải ký ức phương pháp. À, ngươi rốt cục chú ý tới mình có một bộ phận ký ức bị phong ấn chuyện. Phá giải người bị phong ấn ký ức cũng không phải việc khó, ân. Hắn giá trị 5 cái trò cười. Đến, ta chuẩn bị xong, người bắt đầu đi. Bạch Tiền Bối đạo. Tống Thư Hàng. Khục, kỳ thật ta muốn chính là phá giải một cái lông trắng ký ức, ta cần từ trong miệng hắn vớt ra một số tình báo tin tức. Tống Thư Hàng giải thích nói. Vớt tình báo, loại chuyện này một cái thuật thôi miên liền làm xong. Ân, ta một cái thuật thôi miên giá trị 2 cái trò cười. Đến. Ta chuẩn bị xong, người bắt đầu đi. Bạch Tiền Bối tiếp tục nói. Tống Thư Hàng, có thể trước thiếu sao? Vốn nhỏ sinh ý, tổng thể không ký sổ. Bạch Tiền Bối đạo. Tống Thư Hàng, cái kia cải thành ăn ngon được hay không? Ta cái này có hoàng kim dương mai, cảm giác đặc biệt tốt. Bạch Tiền Bối, công đức chi quang ngưng tụ ra cái kia. À, Bạch Tiền Bối ngài cũng nhìn thấy ta bên này Bạch Tiền Bối độ kiếp hình ảnh. Tống Thư Hàng nghi ngờ nói. Bạch Tiền Bối không phải cửu u bên cạnh sao, hắn có thể nhìn thấy hiện thế, nhân tiền hiển thánh. Nếu như là cái kia hoàng kim dương mai, cho ta 100 khỏa, chống đỡ 2 cái trò cười. Bạch Tiền Bối đạo. Tống Thư Hàng. Khả năng này là từ trước tới nay giá cả sang quý nhất 2 cái trò cười. Bất quá, giao dịch thành công. Không có vấn đề, ta chỗ này có không ít, đều cho ngươi cũng không thành vấn đề. Tống Thư Hàng hào sảng nói. Thứ này. Bạch Tiền Bối vậy quá nhiều nhiều lắm, chỉ cần Bạch Tiền Bối tâm tình tốt thời điểm, gặp ai cũng đưa cái một lượng dương. Giao dịch thành lập, người đứng vững đừng nhúc nhích, ta đến thi triển thôi miên pháp thuật. Bạch Tiền Bối đạo, hắn không có trực tiếp hiện thân. Chỉ là lấy Tống Thư Hàng vì tọa độ, một ngón tay cách ngàn vạn không ở giữa điểm ra, rơi vào lông trắng trên thân. Lông trắng mơ mơ màng màng mở to mắt. Không cần Tống Thư Hàng hỏi thăm. Hắn liền bắt đầu đem chính mình biết đến tất cả mọi chuyện đều khai ra. Hắn đến từ, chư thiên vạn giới, bên trong thú giới, là một vị cường đại thú tu. Hắn chủ tu công pháp chính là thú giới nổi danh Thánh Viên Long Lực Thần Công, bộ công pháp kia có thể lên đỉnh đầu ngưng tụ ra viễn cổ Thánh Viên Hư Ảnh. Mỗi một cái Thánh Viên Hư Ảnh đều đại biểu cho một phần cự viên thần lực. Nói đến đây lúc, hắn còn, đem Thánh Viên Long Lực Thần Công cho kỹ càng miêu tả một lần. Chương 1220, Lông Trắng nhiệm vụ thu hồi nguyên sơ thiên đình. Lông Trắng giới thiệu lão kỹ càng, không chỉ có bổ sung Thánh Viên Long Lực Thần Công trước 6 tầng tu luyện pháp, còn tăng thêm Lông Trắng bản thân tu luyện công pháp này lúc một số kinh nghiệm. Đây là mua một tặng một lớn ưu đãi.
Tống Thư Hàng chỉ là muốn khảo vấn một điểm tình báo đi ra, kết quả vậy mà đem thú giới đỉnh tiêm công pháp luyện thể cho moi ra tới. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là, hỏi khéo đi ra thánh viên long lực thần công không phải bản đầy đủ, chỉ có phía trước 6 tầng. Bộ công pháp này lại chỉ ở thú giới lưu truyền, muốn đem hắn bù đắp cơ hội rất xa vời. Công pháp này ngưng tụ ra viễn cổ thánh viên hư ảnh sơ lược soái, mà lại lúc trước 6 tầng đến xem, có lẽ công pháp này không kém gì nho ra kim cương thân. Trước 6 tầng công pháp, có thể dùng đến lục phẩm chân quân cảnh giới. Bất kể là bản thân dùng vẫn là tương lai truyền thụ cho đệ tử, đều là cực tốt lựa chọn. Tống Thư Hàng ám đạo. Dạng này thần công không công tới tay, khẳng định phải luyện một chút. Ngươi cũng cảm giác bản này công pháp sơ lược soái. Xem ra có đôi khi, ánh mắt của chúng ta vẫn là rất đồng bộ. Bạch Tiền Bối đạo. Tống Thư Hàng, Bạch Tiền Bối cũng cảm giác bản này công pháp không tệ. Bạch cho rằng đồ tốt, cái kia chính là chân chính đồ tốt. Ân, mà lại năm đó bộ công pháp kia ta cũng tu luyện qua, còn tu luyện ra hơn mấy trăm cái thánh viên hư ảnh. Đúng, lần trước ta và ngươi đi cái kia, cấm địa, chơi đùa lúc, nắm chỉ Đại Tinh Tinh trở về, cái kia Đại Tinh Tinh cũng sẽ môn công pháp này. Mặt khác, trước mấy ngày, ta lại nặng tu một lần thánh viên long lực thần công, một hơi ngưng tụ ra 12.345 trích viễn cổ thánh viên hư ảnh, rất có ý tứ. Bạch Tiền Bối đạo. Kỳ thật chủ yếu là lần trước, hắn cho mình tân sủng vật bổ 143 chỉ thánh viên hư ảnh phía sau để nó gom góp 250 trích thánh viên. Kết quả hắn bản thân lưu lại 444 trích thánh viên hư ảnh. Cái số này quá không may mắn, tại là, hắn lại lặng lẽ trùng tu một chuyến. Đem thánh viên hư ảnh số lượng tăng lên tới 12.345 trích. Tống Thư Hàng. Ta cho ngươi xem một chút ta thánh viên hư ảnh đại quân, đại khí cao cấp. Bạch Tiền Bối đạo. Dứt lời, hắn đem chính mình hiện tại trạng thái hình chiếu cho Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng, nhìn, đến Bạch Tiền Bối đứng ở trên đỉnh núi, tại đỉnh đầu của hắn sau lưng, hơn 1.200 chỉ thánh viên hư ảnh, như là quân đoàn đồng dạng sắp xếp chỉnh tề, giả thiên cái địa. Mỗi cái thánh viên hư ảnh đều một mặt nghiêm túc, phảng phất xuất chinh sắp đến tướng sĩ. Không có so sánh liền không có tổn thương, so sánh dưới, lông trắng thánh viên hư ảnh liền lộ vẻ quá lâu. Đây chính là vương chi thánh viên quân thế. Bạch Tiền Bối, không đúng, 12.346 trích, lúc nào nhiều hơn một đầu. Thêm ra một đầu cũng rất tốt nhìn, vừa vặn đụng cái số nguyên. Sắp xếp lên phương trận đến cũng càng chỉnh tề, Tống Thư Hàng an ủi. Vấn đề là, ta chỉ cần 12.345 trích. Thêm ra một đầu, số lượng liền không thuận miệng. Bạch Tiền Bối nói, đúng, ngươi có phải hay không muốn tu luyện môn này thánh viên long lực thần công? Có ý nghĩ này, Tống Thư Hàng đạo. Cái kia tìm thời gian nhanh lên đem môn thần công này nhập môn, đến lúc đó ta đưa một đầu thánh viên hư ảnh cho ngươi. Bạch Tiền Bối đạo. Tống Thư Hàng sững sờ, cái đồ chơi này cũng có thể đưa. Cái đồ chơi này cũng không phải chân khí. Lại không thể tiến hành truyền công, làm sao đưa? Tựa như là muốn ta, khí lực, đưa ngươi một điểm đồng dạng, làm sao đưa? Yên tâm đi, ta có kinh nghiệm, nếu không, Bạch Tiền Bối đạo. Nghe Bạch Tiền Bối khẩu khí, hắn đã từng đem cái này thánh viên hư ảnh tặng người qua. Muốn, nhất định phải, Tống Thư Hàng đạo, Bạch Tiền Bối tặng không đồ vật, làm gì không cần. Dứt lời, hắn hâm mộ nhìn qua cái kia thánh viên hư ảnh quân đoàn, thật sự là xuất khí. Sau đó hắn lại nhìn hình chiếu trong hình ảnh đứng ở đỉnh núi chỗ Bạch Tiền Bối. À, lại nói, cái này hình chiếu hình ảnh là rộng bình phong sao? Làm sao cảm giác Bạch Tiền Bối trở nên béo một chút? Là ảo giác sao? Ngươi muốn chết sao? Bạch Tiền Bối thanh âm tại Tống Thư Hàng trong đầu vang lên. Tống Thư Hàng. Quên hiện tại hai người là tâm linh giao lưu phương thức. Loại này giao lưu phương thức cái gì cũng tốt, chính là có thời điểm. Trong đầu tưởng tượng đồ vật cũng sẽ theo, tâm linh giao lưu, cho gửi đi ra. Đối với hắn loại này nhanh mồm nhanh miệng người đến nói, tâm linh giao lưu, tại một số phương diện rất bất hữu thiện. Hai người giao lưu xong lúc, lông trắng cũng đúng lúc kết thúc bản thân dài rằng giặc, lời mở đầu tiến vào trọng điểm. Về sau, ta gia nhập, thú giới phục hưng hội, lần này từ thú giới tiến về hiện thế nhiệm vụ chủ yếu, là thu hồi nguyên sơ thiên đình. Lông trắng bàn giao đạo. Tống Thư Hàng, Nguyên Sơ Thiên Đình. Lông Trắng nói, Nguyên Sơ Thiên Đình, chỉ là Bích Thủy Các. Nhưng là Bích Thủy Các không phải sở các chủ dùng, chân thực huyễn tượng, xây dựng ra tới sao? Nói cách khác, Bích Thủy Các là sở các chủ, pháp thuật hiệu quả, không phải vật thật.
Nếu là Sở Các chủ suy nghĩ thông suốt, không hề bị trói tại quá khứ, cùng Bích Thủy Các, nàng suy nghĩ khẽ động, thu cái này, chân thực huyễn tượng, toàn bộ Bích Thủy Các trong nháy mắt liền sẽ tiêu tán không thấy. Lông trắng bọn hắn còn thu hồi cái gì? Hoặc là, bọn hắn muốn lấy về không phải Bích Thủy Các, mà là Bích Thủy Các bên trong một món đồ nào đó. Tựa như là an trí tại Bích Thủy Các bên trong, thời gian thành, đồng dạng. Nghĩ tới đây, Tống Thư Hàng hỏi, các ngươi muốn lấy về, Nguyên Sơ Thiên Đình, chỉ là Bích Thủy Các vẫn là những vật khác. Toàn bộ, Bích Thủy Các, chính là chúng ta muốn lấy về đồ vật, hắn là Thiên Đình còn không có thành lập trước đó hình thức ban đầu, là, Nguyên Sơ Thiên Đình. Lông trắng đang thúc giục ngủ thuật tác dụng dưới, đàng hoàng bàn giao. Nguyên Thủy Thiên Đình hình thức ban đầu. Chẳng lẽ viễn cổ thiên đình hạch tâm là dùng, chân thực huyễn tượng, khung mà thành. Tống Thư Hàng trong lòng nổi lên một cái ý niệm như vậy. Đồng thời, trong lòng của hắn có ít đầu manh mối lôi ra, liên hệ tới. Tống đầu gỗ ngàn dặm xa xôi viết thư cho Sở Các chủ, để cho nàng tại bước ra, con đường trường sinh, lúc, trước hoãn một chút. Đồng thời vạch, một bước này bước ra, đem không còn quay đầu cơ hội. Lúc đó Tống Thư Hàng suy đoán. Tống đầu gỗ ý tứ trong thư có phải hay không là, đương kim thời đại, tất cả bước ra con đường trường sinh tồn tại, đều sẽ có nguy cơ. Hiện tại xem ra, hẳn là Sở Các chủ, con đường trường sinh, có vấn đề. Như Bích Thủy Các thật sự là Nguyên Sơ Thiên Đình, cái kia Sở Các chủ, đạo, há không chính là năm đó, thiên đế, đạo. Tống đầu gỗ từng tại viễn cổ thiên đình bên trong dạo qua, hắn lý giải viễn cổ thiên đình. Có lẽ chính vì vậy, hắn mới có thể viết thư nhắc nhở Sở Các chủ. Các ngươi có bao nhiêu người tiến vào Bích Thủy Các? Các ngươi lại phải làm sao mang đi Bích Thủy Các? Tống Thư Hàng trầm giọng hỏi. Bích Thủy Các là Sở Các chủ sân nhà. Muốn từ Sở Các chủ trong tay đem nàng chân như tính mạng, Bích Thủy Các, lấy đi, vậy thì nhất định phải có người có thể ngăn chặn nàng. Lần này xâm nhập, Bích Thủy Các, người trong, ít nhất phải có một vị thậm chí là mấy vị cửu phẩm kiếp tiên mới được. Ta không biết, ta chỉ cần theo kế hoạch làm việc. Ta cùng các đồng bạn lại ở Bích Thủy Các từng cái tọa độ chôn xong phù văn. Đến lúc đó, tự sẽ có đại năng đi ra, đem chọn cái Bích Thủy Các chuyển di. Lông trắng hồi phục. Hắn là ngũ phẩm linh hoàng cấp cao thủ, tại môn phái bình thường bên trong cũng có thể lăn lộn cái trưởng lão vị trí. Bất quá tại, thu hồi Nguyên Sơ Thiên Đình kế hoạch, bên trong, thực lực thấp nhất đều là ngũ phẩm. Lông trắng có thể giải cũng chỉ là kế hoạch một phần nhỏ. Sở Các chủ ở đâu? Tống Thư Hàng trầm giọng hỏi. Ta không biết, ngay từ đầu nàng liền từ đại nhân vật đi ứng đối. Lông trắng trả lời. Các ngươi là làm sao chui vào Bích Thủy Các? Đây là Tống Thư Hàng sau cùng vấn đề. Bích Thủy Các Sở Các chủ bị kiềm chế phía sau trên người chúng ta mang theo đặc chế phù văn, liền có thể tại Bích Thủy Các thông suốt. Lông trắng từ thực bàn giao. Đem phù văn giao ra cho ta, mặt khác các ngươi tại tọa độ thượng chôn phù văn ở đâu? Tống Thư Hàng hỏi. Đã bọn hắn muốn tại Bích Thủy Các các nơi chôn xuống phù văn, dùng để chuyển di Bích Thủy Các, vậy hắn trước hết đem phù văn lấy đi, phá hư bọn hắn bố trí. Lông trắng đàng hoàng giao ra một cái, phù văn. Tống Thư Hàng tiếp nhận phù văn này lúc, mày nhăn lại. Hắn từ trong ngực của mình lấy ra một cái lệnh bài Bích Thủy Các thông hành lệnh, bằng vào cái này lệnh bài có thể tại Bích Thủy Các thông suốt, đồng thời còn có thể thông qua hắn viễn trình liên hệ Diệp Tư hoặc là Sở Các chủ. Bất quá bây giờ. Cái này thông hành lệnh không cách nào liên hệ với Sở Các chủ. Nàng vị trí chỉ sợ đã bị che giấu tất cả tín hiệu. Mà lông trắng giao ra, phù văn, cùng Bích Thủy Các thông hành lệnh cực kỳ tương tự. Nếu như Sở Các chủ bản thân tọa trấn Bích Thủy Các, lông trắng bọn người coi như có được, phù văn cũng đừng hòng lẫn vào Bích Thủy Các. Nhưng bây giờ Sở Các chủ bị kiềm chế tình huống dưới, lông trắng bọn hắn nương tựa theo cùng Bích Thủy Các thông hành lệnh tương tự phù văn, thành công xen lẫn vào Bích Thủy Các bên trong. Bọn hắn nhằm vào Bích Thủy Các kế hoạch, khẳng định không phải một hai ngày sự. Tống Thư Hàng nắm chặt lệnh bài, đạo. Sau đó hắn lại nhìn lông trắng, các ngươi chôn ở Bích Thủy Các bên trong phù văn ở đâu. Lông trắng lắc đầu, phù văn một khi chôn xuống, tự cùng Bích Thủy Các kết làm một thể, biến mất không thấy gì nữa. Tống Thư Hàng thở dài, đây là đoạn tuyệt phù văn bị phá hư thủ đoạn. Trong phim ảnh loại kia trùm phản diện hủy diệt thế giới trước, còn muốn lưu lại mấy cây cột. Phòng ấn cái gì, lưu cho nhân vật chính phá hư nội dung cốt truyện quả nhiên là gạt người. Hiện tại, trước hết nghĩ biện pháp liên hệ với Sở Các chủ. Tống Thư Hàng đạo. Bạch Tiền Bối hỏi, không cần lại hỏi càng nhiều tình báo sao. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, muốn hỏi đều đã trải qua hỏi xong.
Ta đi đây a, hẹn gặp lại đầu. Bạch tiền bối đạo. Tống Thư Hàng, chờ đã, Bạch tiền bối. Có thể hay không sẽ giúp chuyện, giúp ta khóa chặt sở các chủ vị trí. Thật xin lỗi, người kêu gọi Bạch tiền bối muốn đi giảm béo, mời qua mấy ngày lại kêu gọi. Bạch tiền bối trả lời. Tống Thư Hàng. Đến mức sao, ta cũng chỉ là trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu, mà lại ta không có nói thẳng ngươi mập, ta đang hoài nghi chính là hình chiếu hình ảnh có phải hay không rộng bình phong đó a. Bạch tiền bối rất mạng. Muốn tìm sở các chủ chỉ có dựa vào bản thân. Chúng ta đi, trước khi đi hồ nhỏ đi lên xem một chút. Tống Thư Hàng đối công đức xà mỹ nhân đạo. Công đức xà mỹ nhân khống chế cánh phì kình, lần nữa đem lông trắng nuốt xuống dưới. Nàng tựa hồ rất vừa ý cái này lông trắng. Lông trắng trên người thuật thôi miên biến mất, hắn mở to mắt, phát hiện mình lại bị phì kình nuốt lấy. Đây là ác mộng sao? A a a, lông trắng kêu thảm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 89.